Chương 68. Nam Tâm ồ một tiếng, "Tiểu Bác ngươi thật là có tâm, nhưng vì sao ngươi đưa ta đến lúc còn nhỏ như vậy, đưa thẳng đến lúc trưởng thành rồi tiến công chiếm đóng mục tiêu không được sao?" Hư Không thú nói, "Ngươi ngốc à, tình thân lại không giống với tình yêu." "Nếu ngươi muốn dùng tình thân cảm hóa đại bốt bụng già hiểm độc thì chắc chắn phải bắt đầu từ nhỏ, bây giờ một tuổi, thật đúng thời điểm." Nam Tâm cảm thấy rất có lý, cô cố gắng rướn cổ lên quan sát người phụ nữ đang ôm cô hoặc là nói cô gái thì càng chính xác hơn bộ dạng rất xinh đẹp buộc biến tóc đuôi ngựa lớn nhìn cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi nam tầm hơi tò mò hỏi tiểu bác cô gái này là mẹ ngươi hư không thú trả lời thật nhanh nam tầm ta hỏi ngươi đàng hoàng sao ngươi lại mắng người hư không thú không có mắng người mà cô nàng là mẹ của ngươi nam tầm bảo bối ngươi có chắc không có nói đùa chứ nhìn cô gái này cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi vậy 14-15 tuổi cô ấy đã mang thai ta rồi sao? Hư không thú bắt đầu giải thích, năm nay mẹ ngươi 17 tuổi, cha ngươi còn nhỏ hơn nha, 14 tuổi. Nam tầm cảm thấy có thể tam quan của mình tan nát cả rồi. Nếu như cô không hiểu sai ý của tiểu bác thì, mục tiêu bốt lớn phản diện cần tiến công chiếm đóng lần này thân là ba của cô, lúc 12 tuổi đã làm lớn bụng phụ nữ, còn có cô nữa, tam quan, nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan quan, quan điểm, chết tiệt, quả thực không phải người mà. Hư không thú tiếp tục giải thích, không phải cha ngươi là đại bốt phản diện sao, trưởng thành sớm là điều rất bình thường. Lúc cha ngươi 12 tuổi đã lên lớp 9, thành bạn cùng lớp với mẹ ngươi. Mẹ ngươi là hoa hậu giảng đường, chủ động quyến rũ cha ngươi, kết quả cha ngươi quá cao ngạo lạnh lùng, cô ta dùng hết tất cả vốn liếng cũng không quyến rũ được. Sau đó vào một đêm nguyệt khắc phong cao, mẹ ngươi chúc cha ngươi say, cưỡng ép hắn, rồi thành chuyện tốt sau đó bụng càng ngày càng lớn, một mình bỏ học, lén lút sinh ngươi ra, bây giờ đang ông ngươi đứng ở trước vài mẫu biệt thự của nhà họ lệ. Sau khi nam tầm nghe được trọng điểm, cả người cô đều thấy không khỏe, chết tiệt lá gan của cô nàng này cũng quá lớn rồi, còn dám cưỡng bức bốt lớn phản diện giá trị ác niệm một trăm cơ đấy. Hư không thú, giá trị con người của cha ngươi quá mê người, bao nhiêu người phụ nữ thầm ngấp nghé cha ngươi, nhưng cuối cùng người hoàn thành chuyện này chỉ có cái cô đang ông ngươi người ta rất lợi hại đó. Nam tầm ngầm dựng thẳng ngón cái, không ngờ được không ngờ được, cũng có lúc bốt lớn phản diện lợi hại như vậy lại bị tính kế. Có điều nam tầm nghĩ lại, thấy không ổn, đứa trẻ được sinh ra dưới loại tình huống cưỡng ép này tuyệt đối không làm người yêu thích nha. Cô có thể thuận lợi bước vào làm thiên kim tiểu thư nhà họ lệ hay không thì vẫn là một vấn đề lớn đấy. Hư không thú biết điều cô lo lắng thì lập tức nói, yên tâm đi, cuối cùng nguyên chủ được vào nhà họ lệ, bởi vì ông lệ không cho phép con cháu nhà họ lệ lưu lạc bên ngoài. Nhưng mà nguyên chủ của cơ thể này của ngươi quá biết gây chuyện, cả ngày sống phóng túng còn cưỡng ép con trai nhà lành, hơn nữa lão cha phong lưu kia của ngươi lại sinh một ổ em trai em gái cho cô ấy. Một ổ nhóc con này được cha ngươi nuôi thả, không có con chim nào tốt, tất cả đều nhìn chầm chầm cô ấy như sói như hổ, cùng nhau hợp sức đối phó một mình cô ấy. Sau đó càng ngày cô ấy càng gây chuyện, cuối cùng tự đưa bản thân vào chỗ chết khóe miệng nam tầm giật giật, sao cô cảm thấy cô gặp phải một người ba ngựa được? Một ổ nhóc con. Thật mẹ nó rất có năng lực sinh nhỉ, bỗng nhiên nam tầm hơi khó hiểu, nguyên chủ là một cô bé trong nhà, mấy đứa oắt con kia nhìn chầm chầm cô ấy để làm gì? Hư không thú giải thích, ông lệ đời trước, cũng chính là ông nội của lệ sâm, hồi đó chính là mẹ ông ấy quản lý gia đình, nhà họ lệ chỉ xem dòng chính không xem nam nữ. Nếu như nguyên chủ thật sự có bản lĩnh, vậy thì rất có thể tập đoàn lệ thị sẽ được giao cho cô ấy khó trách cô gái ông cô đứng yên thật lâu ở cổng chờ mãi đến khi một chiếc xe sang trọng bản mở rộng lái đến từ phía xa cô gái ông cô lập tức chặn trước chiếc xe màu đen kia xe từ từ ngừng lại một người đàn ông mặc đồ tây đi xuống từ trên xe bộ dạng vô cùng cao lớn nam tầm rướng cổ lên nó có vài phần ghét bỏ mà nói bộ dạng ba ta cũng quá cường tráng rồi còn là mặt chữ quốc mặt vuông nửa chứ sau khi lớn lên có phải ta cũng có bộ dạng cường tráng như vậy? Hư không thú, đồ ngốc, vừa mới nói cha ngươi mới 14 tuổi, đây chỉ là vệ sĩ. Vệ sĩ áo đen ngũ đại tam thô, đã đi đến sách người mẹ tâm cơ của cô lên ném sang một bên. Ngũ đại tam thô, chỉ những người có vóc dáng tráng kiện cao to. Ngũ đại, hai bàn tay lớn, hai bàn chân lớn, đầu lớn. Tam thô, bắp chân thô, eo thô, cổ thô, người mẹ tâm cơ của cô ngã trên mặt đất, khóc lớn hướng về phía bên trong xe, "Lệ Sâm, em là Nhu Nhu, đứa nhỏ trong ngực em là của anh, anh còn nhớ rõ tối hôm đó không?" Lúc này, cửa xe được mở ra, hai người một trước một sau đi xuống từ trên xe. Người đàn ông đi đầu có vẻ hơn 50 tuổi, là một ông bác đẹp trai, mà bên cạnh ông, nam tầm cố gắng duỗi thẳng cổ, rất không dễ dàng mới nhìn rõ bộ dạng của người nọ, trong lòng bị làm cho sững sờ hồi lâu trước vẻ đẹp này. Một tiểu thịt tươi vô cùng đẹp trai khuôn mặt người nọ còn chưa mất hết vẻ trẻ con, nhưng đã có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt đẹp trai cung ngầu, sống mũi vô cùng thẳng, ánh mắt hơi lạnh, rất thâm thúy, môi hơi mỏng, càng nhìn có vẻ lạnh lùng vô tình. Tuy là mặt còn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng độ tay cắt may vừa người sang quý làm anh nhìn có vẻ càng trưởng thành chững chạc không hợp tuổi, khiến người khác không hiểu sao có loại cảm giác bị đe dọa. Còn có dáng người anh cao, bây giờ mới 14 tuổi mà đã cao một M76 sau này lớn hơn thì còn cao đến đâu. Nam tầm nhìn lên chốc lát khiến cái cổ hơi mỏi, còn hơi buồn ngủ, không nhìn được mà ngáp một cái. Lệ sâm vốn lạnh lùng bể nghể nhìn dáng vẻ người phụ nữ nhét nhác, nhưng khi nhìn thấy em bé trong ngực cô ả, cũng chính là nam tầm lại bỗng ngẩn ra một lúc. Nam tầm phun bong bóng nước trong miệng mà đối mặt với anh, sau đó cười đến sáng lạng, đôi mắt đen như mực hiếp thành một đường chỉ nhỏ, còn vẫy vẫy móng vuốt nhỏ bụ bẩm với anh. Lệ sâm, đây là chuyện gì? ông bác đẹp trai bên cạnh người thiếu niên lạnh lùng xem xét nam tầm và người phụ nữ ông cô tầm mắt thiếu niên khẽ động bỗng mím môi vẻ mặt hờ hững nói thời trẻ phong lưu rước lấy nợ hoa đào chỉ là con không biết người phụ nữ này lại dám lén lút có con sau lưng con lời này của thiếu niên làm cho ông bác đẹp trai nở nụ cười bây giờ con mới mười bốn tuổi ba xem đứa bé này còn chưa đến một tuổi nhóc con con đã lợi hại hơn ông đây nhiều rồi mười hai tuổi đã dám làm phụ nữ Nam Tầm nghe xong lời này, miệng nhỏ lặng lẽ giật giật, loại giọng điệu tự hào này là có chuyện gì? Nhỏ như vậy đã làm phụ nữ rất giỏi sao? Đờ mờ, tam quan của hai cha con này đều mẹ nó có vấn đề. Ánh mắt ông bác đẹp trai dừng ở trên người Nam Tầm. Nam Tầm vội vàng vẫy vẫy móng vuốt mập mạp nhỏ với ông. Sau đó ông bác đẹp trai liền lên tiếng, đứa nhỏ ở lại, dù sao cũng là con cháu nhà họ lệ ta. Về phần người phụ nữ này, nhà họ lệ ta tuyệt đối không cho phép loại đàn bà tự cho là thông minh này vào cửa. Nói xong ông lấy ra một tấm chi phiếu trống ném đến trước mặt cô nàng, cầm cái này rồi rời đi đi. Nam tầm tin tường thấy mắt cô ả à ông cô thoáng sáng rực lên, nhưng lại nhanh chóng ẩn đi, khóc thúc thích nói, ông lệ, con thật sự yêu lệ sâm, không thì con đã không trăm cây nhìn đáng sinh đứa nhỏ này ra, con. Vẽ mặt ông bác đẹp trai tối lại, tôi không muốn lặp lại lời nói lần thứ hai, cầm chi phiếu này biến đi, hoặc là không nhận được gì mà cút đi sau đó người mẹ tâm cơ của cô cân nhắc hết lần này đến lần khác liền bỏ lại nam tầm mà đi rồi đương nhiên cô ả à lấy tờ chi phiếu trên mặt đất kia vô cùng dứt khoát nam tầm nam tầm đứng lẻ loi trên mặt đất đôi mắt đen lúng liếng nhìn một già một trẻ trước mặt cô đoán chừng lệ sâm là con hiếm muộn của ông lệ bọn họ đều trông thật đẹp trai một bác đẹp trai một anh đẹp trai anh đẹp trai đi tới động tác bế cô lên có chút vụng về anh anh tiểu nam tầm cua móng vuốt nhỏ, mồm miệng kêu không rõ, sau đó bẹp một ngụm trên mặt tiểu thịt tươi, nước miếng dính đầy mặt anh. Thiếu niên lệ sâm miếng môi không nói lời nào, nhưng ánh mắt vốn lạnh lùng của anh trở nên mềm mại hơn chút, sửa đúng cho cô, gọi ba. Bác đẹp trai hơi kinh ngạc nhìn chầm chầm con trai mình, ông chưa từng thấy con trai có vẻ mặt dịu dàng như thế, chẳng lẽ thật là cha con liền tâm. Ba ba. Nam tầm vừa kêu vừa thổi bong bóng, bàn tay nhỏ bé vỗ bọt một cái vào mặt anh móng vuốt nhỏ bụ bẩm, mềm nhũng, đánh trên mặt không đau chút nào, lệ sâm không có biểu cảm gì. Anh duỗi một đầu ngón tay, chọc chọc gò má trắng trẻo non nớt căn phòng của Nam Tầm, chọc một hồi lại một hồi, sau đó bình luận một chữ, mềm. Nam Tầm. Nam Tầm căng khuôn mặt nhỏ nhắn, làm như không thấy cái tay liên tục chọc mặt cô. Chọc, còn chọc. Mẹ nó tôi cũng không phải bánh bao trắng, cứ chọc như vậy vui lắm hả? Lại chọc nữa tôi cắn chết anh. Lệ Sâm ông bé gái lên xe, xe bắt đầu lăn bánh tiến vào cổng, đi dọc đường lớn Điền Trang một lúc lâu mới dừng lại. Nam Tầm đi ra từ trong xe, đôi mắt đen bóng suýt chút nữa bị kiến trúc trước mặt lóe mù. Căn biệt thự to như lâu đài này chính là nhà họ Lệ. Đờ cơ nờ mờ, quá xa hoa. Ngoài cửa biệt thự có hai hàng vệ sĩ áo đen cao to khỏe mạnh đang đứng, vừa nhìn thấy Lệ Sâm và ông Lệ, họ đồng loạt không lưng 90 độ, chào ông chủ, chào cậu chủ ít ra ông lệ còn ừ một tiếng nhưng lệ sâm vẫn lạnh mặt ông bé gái trong ngực đi thẳng vào cửa chính ông chủ trong ngực cậu chủ là quản gia già họ vương nhìn về phía ông lệ ông lệ cười ha ha đây là con gái mới của con trai tôi cháu gái tôi lúc còn trẻ ông lệ đi theo cha ông gặp qua không ít gió tanh mưa máu có thể là dính quá nhiều máu nên vẫn luôn không có con mãi đến tận bốn mươi tuổi ông mới có lệ sâm sau đó trực tiếp bồi dưỡng anh thành người nối nghiệp lệ sâm cũng không phụ kỳ vọng của cha, tuổi còn trẻ đã tiếp nhận vài phần sản nghiệp của ông, chỉ là quá ông cụ non. Đương nhiên ông lệ hy vọng con cháu đầy đạn, vì vậy con trai mới 14 tuổi đã có con gái một tuổi, ông không hề tức giận chút nào, trái lại cực kỳ vui vẻ. Cứ theo đà này, ngày sau nhà họ lệ nhất định sẽ con cháu đầy sảnh đường. Nam tầm mở to đôi mắt tròn vo, nỗ lực đánh giá thiếu niên đang ông cô, sau đó bàn tay nhỏ đập đập trên mặt anh. Tiếng hư không thú đột nhiên vang lên, thân ái cơ thể ngươi chỉ bị nhỏ đi chẳng lẽ trí thông minh cũng bị ảnh hưởng nam tầm ta chỉ muốn nhân lúc này đánh anh ta thêm mấy cái sau này chờ anh ta hắc hóa ta sẽ không còn cơ hội đánh nữa hư không thú khá kinh ngạc làm sao ngươi biết giá trị hắc hóa của tiểu lệ sâm còn chưa tới một trăm giá trị hắc hóa của tiểu lệ sâm bây giờ mới có bốn mươi còn chưa biến thái nam tầm hắc hóa hoàn toàn rồi thì sao có thể lộ ra ánh mắt kiểu này với ta thật không hổ là người vừa làm ba, trong lạnh lùng xen lẫn dịu dàng thật là quyến rũ chết người. Lệ Sâm dặn dò một câu, rất nhanh đã có người làm sắp xếp một căn phòng công chúa đẹp đẽ. Trong phòng công chúa bày đầy gấu bông lông mềm như nhung, quả thực sắp thành thế giới động vật, còn có cái gì mà tả giấy, sữa bột, quần áo cỡ nhỏ, mỗi một cỡ đều chuẩn bị hơn trăm bộ. Cùng ngày tiểu nam tầm còn có thêm một tên mới, lệ tiểu nam. Nam tầm còn rất thích, bởi vì trong đó có một chữ nam. Sau đó không lâu, Tin tức được truyền ra, bất kể là người trong vòng luẩn quẩn hay ở ngoài vòng đều biết cậu chủ nhà họ Lệ có một đứa con gái. Lệ Sâm mới 14 tuổi còn là một thiếu niên, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Tiểu Nam đã cực kỳ thích cô. Lệ Sâm bị gọi là Tiểu Diêm Vương mặt lạnh từ đây tràn lan tình thương của cha, thăng cấp thành vũ em siêu cấp, mấy năm liên tiếp đều không hề ra vào chốn mua vui. Nam Tầm thì mỗi ngày trải qua cuộc sống quần áo tới duỗi tay, cầm tới há mồm, thuận tiện bán manh, cứ như vậy trôi qua 4 năm năm tuổi, tiểu nam tầm đã lớn lên như được đúc từ ngọc, quả thực là người gặp người thích. Manh, xuất phát từ ngoe trong tiếng Nhật, nghĩa là dễ thương. Bán manh có nghĩa là cố tỏ vẻ dễ thương, tiểu bác à, giá trị ác niệm bao nhiêu rồi? Nam tầm chống đầu nhỏ, vẻ mặt u buồn nhìn truyện tranh cho thiếu nhi, giọng hư không thú hơi yếu xìu, rõ ràng lệ xăm cưng ngươi như cưng trứng, vì cái lông gì mà giá trị ác niệm không giảm chút nào đây, vẫn là một trăm, tức chết da rồi. Nam Tâm cảm thấy kỳ quái hỏi, ngươi nói ba ta còn trẻ tuổi, làm sao có giá trị ác niệm một trăm chứ, chẳng lẽ lúc còn bé trải qua chuyện gì? Hư không thú ư một tiếng, ngươi biết lúc cha ngươi cầm súng là mấy tuổi không? Là năm tuổi, có một lần kẻ thù của nhà họ lệ bắt cóc cha ngươi. Kết quả trên đường bắt cóc, cha ngươi nhân lúc đối phương không chú ý, trực tiếp móc một khẩu súng từ túi quần, bằng bằng vài tiếng đã tiễn người đi rồi. Buồn cười mấy người kia, bọn bắt cóc kia còn tưởng súng đấy là súng đồ chơi, cũng chẳng thèm trốn, hướng, nam tầm. Trước đây còn không hiểu, bây giờ ta cũng coi như rõ rồi. Cái gì mà lệ xâm tràn lan tình thương của cha, ha ha, thực ra anh ta chính là coi ta như món đồ chơi yêu thích vậy. Nam tầm càng nghĩ càng thấy bản thân là món đồ chơi cao cấp biết nhảy biết cười mà lệ xâm nuôi. Lệ xâm quá già dặn, anh không có thời thơ ấu, không biết đồ chơi là vật gì vì vậy sự xuất hiện của nam tầm đã bổ khuyết thời thơ ấu anh thiếu hụt nam tầm hít một hơi có chút chút buồn bã thực sự là ta đã phí bốn năm rồi bốn năm nay ta lại như kẻ ngu si bị anh ta chơi đùa hư không thú suy nghĩ một hồi đề nghị không bằng chúng ta xuyên thẳng đến mười năm sau nam tầm có ích gì à bây giờ anh ta coi ta như món đồ chơi yêu thích lẽ nào mười năm sau sẽ khác hư không thú ngẫm lại cũng đúng đột nhiên giọng điệu nó cả kinh đờ mờ nhất định không thể phủi mông một cái đi thẳng đến 10 năm sau. Nếu như chúng ta đi rồi, ai tới ngăn cản ba phong lưu của ngươi tạo một ổ anh chị em, ta cảnh cáo ngươi nha, nếu ngươi muốn dùng tình thân độ hóa đại bốt, thì chắc chắn không thể để bất luận kẻ nào làm phân tán sự chú ý của lệ sâm, vì vậy ngươi phải ngăn cản một ổ anh chị em sinh ra. Nam Tầm nghe xong lời này chợt cảm thấy nghẹn lòng, nếu giá trị ác niệm của lệ sâm không giảm đi, chẳng phải cô phải phí thời gian đến lúc lệ sâm không thể tạo trẻ con hư không thú cũng cân nhắc đến điều này, ta, à, chúng ta cứ chờ đến khi ngươi 18 tuổi đi. Nếu nhiều năm như vậy, ngươi làm con gái duy nhất của hắn cũng không thể tiêu trừ giá trị ác niệm của hắn, vậy chúng ta nhân lúc còn sớm chạy lấy ngươi đi. Nam tầm, bảo bối, ta bỗng thấy thật hối hận nha. Dùng tình thân độ hóa bốt lớn vốn phải bồi dưỡng tình cảm sâu nặng trước, sau đó mới có thể độ hóa anh ta, thế giới này nhất định sẽ phí rất nhiều năm. Hư không thú nói, ngoan, ngươi biết là tốt rồi. Thế giới sau chúng ta vẫn nên ngoan ngoãn dùng thân thể tinh lọc đại bốt đi. Nam Tầm, hiện tại, ba lệ sâm đã 18 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học trâu bò nhất cả nước, còn là vừa đi học vừa làm keo của tập đoàn lệ thị. Nam Tầm thấy anh quả thực không giống con người, mà là yêu quái. Ba lệ sâm 18 tuổi đẹp trai vô đối, cơ thể có cơ bụng tám múi, vóc người cũng vô cùng đẹp. Ba đẹp trai tắm rửa xong thì quấn khăn tắm ngang hông đi ra, sau đó bế tiểu nam tầm lên, thuần thục lột sạch cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nam tầm tối lại, xấu hổ và giận dữ mà dãy dụ muốn thoát khỏi bàn tay anh, ba, người ta đã năm tuổi rồi, muốn tự mình tắm. Lệ sâm hơi nhướng mày, cục cưng, con muốn tự tắm thật sao? Nói xong, xem xét đôi tay đôi chân nhỏ bé của nam tầm. Nam tầm biểu môi nhỏ nõn nà hồng hào, nhõng nhẽo, người ta lớn rồi, đã biết ngượng ngùng xấu hổ, nhưng kháng nghị không có hiệu quả, Lời xăm vẫn giống như thường ngày ông nam tầm đến thẳng bụng nhỏ của cô tự mình lau cơ thể cô nam tầm tiểu bác xấu hổ quá đi ta đã lớn như vậy rồi biến thái chết tiệt này lại vẫn muốn tắm cho ta hư không thú ư một tiếng năm tuổi thật là lớn đó nam tầm nam tầm bỗng cam chịu mặc sức hưởng thụ phục vụ thân mật từ bốt lớn ba móng chân của con quá dài ba nên cắt cho con nha Nam tầm dơ bàn chân nhỏ ướt đẫm của mình lên vương đến bờ môi anh, ngón cái mượt mà đưa qua đưa lại ở trước mặt anh, cho anh xem móng chân của mình. Lệ xăm thoáng nhìn cô, lấy khăn lông khô lau bàn chân cho cô, sau đó gãi gãi lòng bàn chân nhỏ kia, được, lau khô bàn chân của cục cưng trước, rồi ba sẽ cắt móng chân cho con ngay. Nam tầm đảo đôi mắt to đen lấy, hỏi, ba, Bà, bàn chân của con có thúi không? Lệ xăm hơi nhướng mày, không thúi, ba vừa mới dùng xà phòng thơm rửa cho cục cưng rồi. Nam Tầm chu môi, nũng nịu nói, nếu như không bẩn, vậy ba hôn một cái đi. Ba Lệ Sâm cầm đôi chân Trần kia, thoáng dừng, sau đó liền thực sự nâng đến bên môi hôn một cái. Nam Tầm. Nam Tầm có cảm giác thành tựu khó tả. Ai bảo anh không giảm giá trị ác niệm cho tôi, xem tôi dậy vào chết anh. Sau khi tắm rửa xong lại cắt móng chân xong, Lệ Sâm dùng khăn tắm bọc cơ thể nhỏ bé trắng nõn của Nam Tầm lại, búng lên trán cô một cái, nghịch ngợm nam tầm hít một hơi làm bộ nói ba ba gõ đau con rồi lệ sâm liếc nhìn cô ông cô lên giường sau đó cũng nằm xuống bên cạnh đúng là cùng giường nam tầm ngại ngùng nói ra từ một tuổi đến năm tuổi lệ sâm biến thái đều cùng giường chung gối với cô nam tầm nghi ngờ đối phương coi cô như gối ông di động ba 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 nên kể chuyện cổ tích cho con rồi nam tầm lấy ra mười quyển truyện cổ tích từ trong ngăn kéo đưa đến trước mặt lệ sâm lệ sâm cầm lấy một xấp truyện con gái che trước mặt mình rút ra quyển truyện công việc xấu xí và thiên nga trắng giọng nói lạnh lạnh cứng nhắc trực tiếp bắt đầu kể chuyện ngày xưa ngày xưa có con gương mặt nam tầm suy sụp ngay lập tức ba ba đã kể câu chuyện này không dưới 50 lần rồi lệ sâm ngừng một lát trực tiếp đổi một quyển truyện khác lúc này nam tầm mới hài lòng đưa bàn chân nhỏ bé vương đến cơ bụng tám muối của anh tay nhỏ lần mò yết hầu anh thỏa mãn mà ngủ Vương ngủ đã ngủ đến sáng nam tầm ngồi dậy vẻ mặt mờ mịt nhìn vị trí còn ấm ở bên cạnh ba lệ sâm đâu đang mờ mịt thì một bóng người đã che phủ cô lệ sâm sờ sờ hai cọng tóc ngố trên đầu cô mặc cho cô váy công chúa trắng điểm xuyết hoa hồng nhạt nam tầm xoay một vòng trước gương nhìn cô bé như được đúc từ ngọc trong gương vô cùng vừa ý ba 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 buộc hai bím tóc công chúa cho con đi nam tầm trực tiếp đưa lượt đến trước mặt lệ sâm rồi đưa đầu nhỏ qua sau nửa giờ nam tầm nhìn bím tóc siêu siêu vẹo vẹo ở trong gương, suýt nửa bực đến phát khóc, lệ sâm mấp máy miệng, ba thật sự không biết bệnh tóc, đợi lát nữa để thím lý chải lại cho con. Nam tầm tuổi thân méo miệng nhỏ, lắc đầu nói, không cần, mặc dù xấu nhưng đây là ba chải cho con. Lệ sâm lại bất chợt bị nhét đường, ngọt vô cùng, khóe miệng hơi nhếch lên. Nam tầm khoe khoang với tiểu bác trong lòng, tiểu bác tiểu bác, cảm ơn ngươi cho ta tình thoại bảo điển ta phát hiện sau khi sửa đổi một chút lời âu yếm trong này, hoàn toàn có thể áp dụng trên người ba lệ sâm. Bây giờ lệ sâm còn chưa hắc hóa, thật dễ gạt, nam tầm cảm thấy kỹ năng nói lời âu yếm của mình lại tăng thêm một bậc. Hư không thú, ôi chao, dùng được cái lông, giá trị ác niệm lại không giảm chút nào. Nam tầm cũng hơi héo, chẳng lẽ tình thân không đủ để tiêu trừ giá trị ác niệm? Hay là nói, đối với anh thì mình vẫn chưa đủ quan trọng? lệ sâm ông công chúa nhỏ đang ngẩng người đi xuống lầu trên bàn cơm thật dài thật xa hoa nam tầm ngồi bên cạnh lệ sâm ông lệ ngồi ở phía đối diện hôm nay dậy muộn ông lệ liếc nhìn hai người một lớn một nhỏ kia nam tầm lập tức nói giúp ba ông nội ông nội ngày hôm qua còn nặng nặc đòi ba kể chuyện cổ tích cho con cho nên hôm nay dậy muộn ông đừng trách ba nha ông lệ bị cô chọc cười ồ ba kể chuyện cổ tích gì cho nam nam hả nam tầm bắt đầu đếm số trên đầu ngón tay ông lệ vô cùng mừng rỡ lại lườm lệ sâm nể mặt tiểu nam bà sẽ không tính toán với con hôm nay có mở cuộc họp cổ đông con vượt đủ tinh thần cho ba lệ sâm bình thản dạ một tiếng gấp ít rau xanh cho con gái cưng ở bên cạnh nam tầm nhìn thấy rau xanh thì biến sắc mặt ngay sau đó đôi mắt cô đảo quanh bay thẳng đến ông lệ nói ông nội buổi tối con muốn ăn cháo cà rốt chúng ta cùng ăn có được không Ông lệ liếc nhìn vẻ mặt tối đen của lệ sâm, tâm trạng tốt mà nói, được, đều nghe theo cục cưng nam nam. Nam tầm đắc ý nhướng mày, thừa dịp trên miệng nhỏ dính đầy mỡ, hôn chụp một cái lên mặt anh, còn hôn lên hai chỗ khác nhau ở hai bên trái phải. Nhìn vẻ mặt đẹp trai của lệ sâm dính đầy mỡ cộng thêm nước bọt của mình, nam tầm vui vẻ thích thú. Lúc trời tối, trong nhà có hai vị khách đến đây, một ông cụ dẫn theo cháu gái 17-18 tuổi xinh đẹp của mình trong đầu nam tầm bỗng vang lên tiếng của tiểu bác cảnh báo cảnh báo cái cô này là một trong số tình nhân của cha phong lưu của ngươi chú ý đề phòng nam tầm đang đọc truyện tranh nghe nói như thế thì mắt thoáng mở to ngắm cô gái kia ngực lớn eo thon trang điểm nhẹ nhàng trên người xịt nước hoa nhưng không nồng sẽ không khiến người khác phản cảm quả thực có thể là đồ ăn ba lệ xâm thích ông cụ và ông lệ nói chuyện trong thư phòng mà cô gái xinh đẹp này lại cuốn lấy ba lệ xăm của cô, Tuy rằng ba lệ xăm của cô không phản ứng lại cô ta, nhưng trong mắt anh cũng không lộ vẻ mất kiên nhẫn. Không xong rồi, cứ tiếp tục như vậy nữa, cái cô này tuyệt đối sẽ dụ dỗ được ba lệ xăm của cô. Đàn ông đã có phụ nữ rồi thì sao còn nhớ được con gái nơi xó xỉnh nào cơ chứ? Nam Tầm giật mình, để chân trần liền chạy lạch bạch tới, cố gắng trèo lên đùi lệ xăm. Sau đó cô thành công đứng trên đùi lệ xăm, hai tay ông lấy cổ anh, quay cái mông nhỏ ngay phía cô gái còn đang cười. Ba 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 chơi với con đi mà đừng nói chuyện với cô này khuôn mặt nhỏ trang điểm tinh xảo của dư mạng sang thoáng cứng lại nhưng rất nhanh cô lại nở nụ cười lần nữa đây chắc là nam nam nhỉ lớn lên thật đáng yêu nam tầm quay đầu lại nhìn quét qua cô trong chốc lát đương nhiên con đáng yêu chờ con lớn rồi khẳng định còn dễ nhìn hơn cô khuôn mặt tươi cười của dư mạng sang lại cứng một hồi ha ha đó là đương nhiên sao cô thể so với công chúa nhỏ năm năm chứ lệ sâm bế nam tầm lên, nói một câu xin lỗi không tiếp được, liền mang con gái quý hóa đi phòng ngủ chơi đóng vai gia đình. Dư mạng sang ngồi một mình trong phòng khách lớn, sắc mặt rất khó coi. Buổi tối có hai người ở lại ăn cơm, cho nên không có cháo cà rốt nam tầm mưu tính từ trước, thay bằng bữa cơm phong phú cũng rất dưỡng sinh, không có thịt cá gì. Thiếm lý nấu cháo trứng muối thịt nạc với ninh canh sườn củ cải, xào mấy món chay khá thanh đạm. Lệ sâm gấp một đũa cải xanh cho nam tầm. Mắt nam tầm trừng to. Ba lệ sâm của cô cố ý đúng không? Rõ ràng biết cô không thích ăn rau, cô muốn ăn thịt, muốn ăn xương sườn. Lệ sâm múc một muỗng cháo trứng muối thịt nạc từ bát của mình, thổi thổi, sau đó đút cho Nam Tâm. Nam Tâm vốn tức giận không muốn ăn, nhưng cô vừa lúc liếc trọng thấy vẻ mặt khiếp sợ của cái cô tên dư mạng sang kia, trong lòng liền thư thái, lập tức há cái miệng nhỏ, a à một cái nuốt cháo vào. Lệ sâm nhìn con gái phòng má, không nhìn được vương ngón tay chọc chọc thiếu chút nữa khiến nam tầm phục hết ra ngoài. Nam tầm lườm anh một cái, vừa vặn thấy anh đang cười trộm, nhìn khóe miệng kia còn chưa hết công đâu. Anh lệ xâm, anh không thể nuông chiều nam nam như thế. Dư mạng sang mỉm cười ghé sát người lệ xâm, anh mà nuông chiều con bé như vậy, sau này đi học làm sao bây giờ? Nếu không biết tự lập, sẽ bị giáo viên và bạn học chế giễu. Ông Lệ và ông của Dư Mạng Sang là bạn bè lâu năm. Mặc dù bây giờ Lệ Sâm có con gái, nhưng anh vẫn độc thân, vừa lúc dư mạng sang thích lệ sâm đến không thể thích hơn. nếu như hai người thành đôi, đương nhiên người hai nhà đều thấy vui mừng. vì vậy, hai ông liếc mắt nhìn nhau, trên mặt chứa ý cười. đối với dư mạng sang ghé sát, lệ sâm không từ chối rõ ràng, nhưng anh cũng không đáp lại dư mạng sang. dư mạng sang hơi lúng túng, tuy nhiên còn chưa từ bỏ ý định mà nói tiếp. anh lệ sâm, anh phải tin em. em đã trông con giúp chị em rất nhiều lần rồi em có kinh nghiệm hơn anh nhiều." Nam Tầm nhăn khuôn mặt nhỏ, "Xin tiểu bác chỉ bảo, cái cô này đang ám chỉ mình đủ kinh nghiệm làm mẹ kế của ta đấy ư?" Hư không thú lập tức trả lời, xem ra cái cô này rất khôn khéo, khó đối phó. "Ngươi nhất định phải bóp chết gian tình của cha Lệ Sâm và cái cô này từ trong trứng." Nam Tầm nghe tiểu bác nói xong, lập tức chu cái miệng nhỏ, "Ba ba, người khác sẽ chế nhạo con thật sao?" "Con sợ quá đi." Sắc mặt Lệ Sâm lạnh xuống, anh nhìn lướt qua dư mạng sang thốt lên lạnh lùng không ai dám chế nhạo cục cưng của tôi con gái lệ sâm tôi muốn nuông chiều thế nào thì nuông chiều thế đấy lời này vừa nói ra sắc mặt người đẹp dư mạng sang lập tức trở nên trắng bệch nam tầm thì đắc ý nhếch miệng cười lộ ra vài cái răng nanh nhỏ muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu vẻ mặt ông dư cũng hơi khó coi ông lệ lúng túng ho một tiếng đều ăn cơm đi đừng ngồi nữa lệ sâm thấy con gái cưng ăn đến miệng đầy mỡ không khỏi cau mày cầm khăn ướt trên bàn lau miệng nhỏ cho cô nam tầm còn rất phối hợp chu miệng để anh lau thuận tiện hơn cục cưng đừng chỉ ăn mỗi thịt còn phải ăn những thứ khác nữa lệ sâm thấy tay nhỏ của nam tầm mò hướng xương sườn không khỏi nhíu mày lại nam tầm nhăn khuôn mặt bánh bao đáng yêu vô đối cô ngoan ngoãn vân dạ buồn tha cho xương sườn đang chuẩn bị gấp cam chịu mà ăn cháo nam tầm ăn một nửa thì no rồi cô đẩy nửa bát cháo bị cô quấy dính nhơm nhớp đến trước mặt lệ sâm khuôn mặt cau có lập tức nở hoa sáng lạng nói giọng ngọt ngào ba ba hình như ba chưa ăn no con cho ba ăn cháo của con có được hay không mặt lệ sâm không đổi sắc nhìn bát cháo bị cô chọc cho nát bét duỗi tay xoa đầu cô cục cưng thật hiếu thảo dư mạng sang ông dư và ông lệ nam tầm tiểu bác nói sau này lệ sâm sẽ tạo một ổ anh chị em cho cô nam tầm vốn còn chưa tin bởi vì nhìn lệ sâm có vẻ quá đứng đắn, quá nghiêm túc. Nhưng bây giờ, con mẹ nó bản lĩnh trận mắt nói dối thật quá mạnh, chẳng trách trêu ra nhiều đóa hoa đào nát như vậy, còn sinh một ổ nhóc con. Nam tầm nghĩ sau này còn muốn chặn nhiều hoa đào cho lệ sâm như vậy, trong lòng có hơi đè nén, mặc kệ vừa nãy lệ sâm khuyên can, cầm đũa lên đi gấp xương sườn. Nhưng cánh tay nhỏ bé của nam tầm còn chưa phát triển cứng rắn, không khống chế được đũa, gấp khối xương sườn một lúc lâu cũng không gấp được. Lệ Sâm nhướng mày, ngồi một bên nhìn cũng không hỗ trợ. Ông Lệ muốn gấp giúp, lại bị con trai của mình cho một ánh mắt sắc bén ngăn trở. Nam Tâm vốn tức giận, bây giờ lại bị một miếng sườn trêu đùa, gấp không được cô liền chọc xuống. Choang một tiếng, bát canh sườn lớn cứ như vậy bị cô chọc đổ, nước canh chảy đầy bàn, còn chảy về phía dư mạng sang, bắn đầy ra quần áo đẹp đẽ của cô ta. Dư mạng sang kêu a một tiếng, vội vã đứng lên. Một thân váy màu hồng nhạt, đường mây rất cao cấp, sợ là tốn không ít tiền. Nam tầm có chút chột dạ dùng cẳng chân nhỏ mò về phía mặt đất, ông ghế lớn dưới mông dịch dịch rời xa hướng lệ sâm. Đáng tiếc còn chưa dịch được nửa bước thì đã bị ba lệ sâm một phát ông lấy ghế, kéo cả ghế cả người đến trước mặt mình. Lệ sâm nhìn chầm chầm cô, vẻ mặt rất lạnh. Nam tầm chu miệng, ba ba, người ta không cố ý mà, nếu không thì ba đánh con đi. Nói xong, Nam tầm vẫn mông nhỏ hướng phía anh, ra hiệu anh có thể đánh đòn. Lệ sâm lập tức hết giận, chỉ là có hơi đau đầu. Anh xoa trán, ông con gái nghịch ngợm thích gây sự vào ngực, cục cưng, ăn cơm no vào. Hình như vừa nãy con chưa ăn được bao nhiêu. Nam tầm chớp chớp đôi mắt to lông lanh nước. Hóa ra ba lệ xăm của cô không định trách phạt cô, mà lo lắng cô vừa rồi còn chưa ăn no. Vẻ mặt dư mạng sang rất khó coi, ông dư cũng không khá hơn chút nào, mà suốt quá trình ông lệ đều mang khuôn mặt lúng túng. Chờ hai người chào tạm biệt rời đi, nam tầm đắc ý bò đến trên người lệ sâm cưỡi lên cổ anh hai tay ông đầu anh cười hì hì nói ba ba vừa mới ăn cơm xong chúng ta vận động chút đi cha cha con ngựa đi mau 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 đi cho dù cô nhóc cưỡi ở trên cổ động tác cầm khăn ướt lau miệng của lệ sâm vẫn thật tao nhã sau đó mới nắm hai chân của cô mà đứng lên dặn dò một câu bám cho chắc sau đó hai người một lớn một nhỏ đi căng gió ở phòng khách thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách của cô bé. Ông Lệ ngồi một mình trên bàn cơm, lặng lẽ nghẹn lòng. Ông Vương này, có phải năm đó tôi làm sai rồi hay không? Ông Lệ than thở, quản gia và họ Vương cười rất nghiêm túc. Ông chủ, ngài không cảm thấy cậu chủ có sức sống hơn trước kia nhiều sao? Một khi đã như vậy, cách làm lúc trước của ông chủ là không sai. Ông Lệ lại vẫn hơi lo lắng, nhưng mà, ông xem hôm nay nó làm gì đi ông Dư là bạn bè lâu năm của tôi, tôi thấy cháu gái của ông ấy cũng không tồi, thằng nhóc lệ sâm này lại chẳng giữ chút mặt mũi nào cho người ta. Sau này sớm muộn gì nó cũng phải cưới vợ, không thể vì nam nam mà không cưới vợ được đúng không? Huống hồ nam nam cũng không phải ruột thịt của nó. Nói đến đây, ông lệ băng khoăn đến cái gì rồi không nói tiếp nữa, mà quản gia họ vương ở bên cạnh cũng trở nên im lặng. Ai cũng không ngờ năm đó người phụ nữ kia lại lớn gan như vậy nếu không phải ông lệ làm việc tỉ mỉ cẩn thận làm kiểm tra dna theo thói quen thì ai có thể biết được cô bé đang vừa cười vừa làm loạn ở trong phòng kia lại không có tí quan hệ máu mủ gì với lệ sâm trải qua chuyện của dư mạng sang nam tầm tự giác ý thức được nhiệm vụ quan trọng và khó nhằn ba lệ sâm làm gì cô cũng phải đi theo miễn cho dưới tình huống chính mình không biết gì lại cấu kết với những người phụ nữ khác vì thế tất cả mọi người đều biết phía sau lệ sâm có một cái đuôi nhỏ lệ sâm làm gì đều phải đi theo dù sao trước kia ít ra lệ sâm cũng tụ họp với vài người trong vòng luẩn quẩn một lần mỗi tháng bây giờ lại không đi lần nào nữa lần này là sinh nhật của người bạn nối khố triệu minh hạo anh ta mở một party kín bao trọn một quán ba tên mộ sắc ở địa bàn nhà mình mời bạn tốt trong vòng luẩn quẩn tụ họp lệ sâm suy xét đến trong nhà có con gái cần chăm sóc lập tức từ chối ngay nhưng không đỡ nổi người bạn nối khố này cuốn quýt làm phiền cuối cùng đành phải đồng ý ba ba con mặt chán hết váy trong tủ rồi, chúng ta đi ra ngoài dạo phố đi. Nam tầm leo lên trên người ba lệ Sâm đang làm việc, hôn chục chục đầy nước vào khuôn mặt đẹp trai của anh. Lệ Sâm để kế hoạch thu mua trong tay xuống, cẩn thận ông cục cưng nhỏ vào trong lòng, chọc chọc khuôn mặt bánh bao của cô, nói, váy công chúa trong tủ quần áo đều được ba mời nhà thiết kế nước ngoài Java May riêng, hơn một trăm bộ, cục cưng còn chưa mặc hết một nửa đấy. Lời nói dối bị lật tẩy, nam tầm liền chớp đôi mắt to, dẫu miệng nhỏ nói, con chỉ là muốn để ba đi chơi với con thôi, ba bận rộn như vậy, con không muốn ba quá mệt mỏi. Tiền trong nhà chúng ta nhiều lắm rồi, tại sao ba còn vất vả như vậy? Lời này nói ngọt không chịu nổi, nam tầm cảm thấy chính mình thật sự là áo bông tri kỷ của ba lệ sâm, rất ấm áp đấy. Ánh mắt lệ sâm nhìn cô trở nên cực kỳ dịu dàng, anh đưa tay xoa đầu cô bé. Nam tầm, ê da, ba đừng xoa nữa, kiểu tóc của con bị ba vò rối hết rồi. Lệ sâm cười khẽ, tiếng cười trầm lắng, vô cùng êm tai. Ba, ba, vậy rốt cuộc ba có đi ra ngoài chơi với con hay không? Đôi tay mập mạp của nam tầm nhào nặng mặt ba lệ sâm, xoa gương mặt đẹp trai kia đến mức thay hình đổi dạng. Hình tượng của lệ sâm bị hủy cũng không tức giận, ông cô, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, cười nói, được, bây giờ đi ngay. Lệ sâm chưa bao giờ tự mình mua quần áo cho con gái, đều là giao thẳng cho nhà thiết kế riêng của anh nếu không phải cô bé chủ động nói ra anh còn chưa ý thức được điều này đúng lúc đêm nay muốn đi party sinh nhật của triệu minh hạo vậy thì nhân tiện mua đồng hồ đeo tay luôn nếu triệu minh hạo biết quà sinh nhật của bản thân chỉ là nhân tiện có lẽ anh ta sẽ khóc đến mù mất hai người đi khu thương mại sầm uất nhất thành phố bởi vì nơi này không cho phép lái xe đi vào cho nên ông triệu tài xế dừng chiếc xe hơi phiên bản mở rộng sang trọng ở bên ngoài lệ sâm kéo nam tầm đi dạo lệ sâm là người có mục đích rõ ràng đại khái là anh nhìn lướt qua, rồi đưa nam tầm đến thẳng một tòa nhà cao tầng cao cấp, sau đó đến thẳng khu thời trang trẻ em tầng 3. Thiết kế bên trong tòa nhà cao tầng này cực kỳ xa hoa, sản phẩm bày bán cũng đều là hàng hiệu của các hãng lớn, đa số người đến chỗ này tiêu tiền đều là những người bản thân có chút giá trị. Lúc này người đến dạo xem thời trang trẻ em rất ít, cho dù ngẫu nhiên có hai ba người cũng đều là phụ nữ, cho nên lệ xăm cao phú soái kéo nam tầm như hoa như ngọc rất là bắt mắt. Tuy rằng cả con đường này đều là sản nghiệp của lệ sâm, nhưng bản thân anh chưa từng tới, cũng không hề quen thuộc với chỗ này. Nam tầm vừa ý một cái váy bồng trắng đính đá quý bên trong tủ kính, đang muốn lôi kéo ba lệ sâm đi qua xem, nào ngờ lúc này tiểu bác đột nhiên kêu lên, cảnh báo cảnh báo, chính là trong cửa tiệm ngươi xem kia, bên trong có một nhân vật trong vô số tình nhân nhỏ của ba lệ sâm của ngươi, còn là người lợi hại nhất. Nam tầm, ba, ba, chúng ta không đi tiệm này nữa, chúng ta đổi sang tiệm khác đi. Nam tầm vội vàng nói, lệ sâm nhướng mày, rõ ràng cục cưng nhìn trúng váy bồng bên trong tủ kính kia, sao lại không muốn mua nữa, người ta bỗng nhiên không muốn đi mà. Nam tầm chu miệng nói, nam tầm vội vàng lôi kéo bàn tay to của lệ sâm đi, đến lúc ngắm đến trong cửa tiệm phía trước có một nhân viên lớn tuổi, cô mới túng lệ sâm đi vào, độ chuyên nghiệp của nhân viên bán hàng trong cả tòa nhà cao tầng này đều rất cao, nhân viên bán hàng trong tiệm không có đến hỏi ngay lệ sâm cần gì mà là mỗi lúc lệ sâm chọn ra một cái váy bà ở bên cạnh giới thiệu sơ qua thái độ không có quá mức niềm nở lệ sâm liếc nhìn bà một cái vừa lòng gật gật đầu trở về có thể bảo quản lý tòa nhà cao tầng này tăng lương không bao lâu lệ sâm chọn được một cái váy ông mong cắt may đơn giản nhưng không mất đường nét tinh tế hỏi cục cưng có thích cái váy này không nam tầm vội vàng nói thích sau đó mang theo cái váy nhỏ vào trong phòng thay đồ. Lúc nhân viên bán hàng đang muốn vào giúp đỡ, lại không ngờ lệ xăm bên cạnh đã đi vào trước bà một bước. Nhân viên bán hàng thoáng sửng sốt, thầm nghĩ người ba này đối với con gái thật tốt. Người đến nơi giống như thế này đều là người ở tận lớp trên của xã hội, cho dù là phụ nữ dẫn theo con nhỏ cũng không nhất định sẽ tự mình thay quần áo cho đứa bé. Một lát sau, lệ sâm dắt nam tầm ra. Hai người đứng ở trước gương lớn, lệ xăm nói, nào, cục cưng, xoay một vòng cho ba nhìn xem. Nam tầm cầm cái váy nhỏ xoay một vòng trước gương, nói ngọt ngào, ba, ánh mắt ba thật tốt, con rất thích, ba thấy con có đẹp không, cục cưng của ba rất đẹp. Lệ xăm sờ sờ đầu cô, nhân viên bán hàng bên cạnh cười nói, con gái ngài vốn dĩ rất đẹp rồi, cái váy này rất xứng với cô bé. Lệ xăm hơi nhướng mày, vui vẻ tiếp nhận khen ngợi của ba, cục cưng, cái này cũng không tồi, có muốn thử tiếp hay không? lệ sâm lại nhanh chóng chọn được một bộ khác nam tầm lắc đầu nói ngọt ngào ba con rất thích cái váy này con tiết kiệm tiền cho ba chỉ mua một cái thôi lệ sâm không kịp đề phòng đột nhiên bị nhét đường đầy miệng hơi bất đắc dĩ mà vuốt tráng khóe miệng lại hơi cong lên lúc tính tiền lệ sâm trực tiếp rút ra một tấm thẻ hạng kim cương nhân viên bán hàng cung kính tiếp nhận tay nhỏ còn run lên thẻ hạng kim cương bà đoán được đối phương là nhân vật lớn nhưng không nghĩ lại là nhân vật lớn đến trâu như vậy. Người có thẻ vàng của khu thương mại bọn họ đã rất xa xỉ, không ngờ người này còn là thẻ, kim, cương. Nhân viên bán hàng càng không ngờ được rằng, ngày hôm sau, cấp trên của bà thông báo tăng lương, còn không phải tăng khoản nhỏ. Hai cha con lệ xăm nam tầm thật vui vẻ ra khỏi tòa nhà cao tầng, lệ sâm tự mình xách váy nhỏ cô mới mua. Hai người còn chưa đi bao xa, trong đầu nam tầm lại vang lên tiếng của tiểu bác, cảnh báo cảnh báo. Cái cô đứng phát tờ rơi ở trước cửa hàng kia là một trong mấy tình nhân nhỏ của ba ngươi, hơn nữa là hoa giải ngữ hắn thích nhất. Nam Tầm, hiện tại cô rất muốn giết chết tiểu bác, càng muốn giết chết ba lệ sâm của cô hơn. Nam Tầm còn chưa kịp nghĩ biện pháp để cho lệ sâm đi đường vòng, vì vậy hai người đã đến gần cô gái phát tờ rơi này. Cô gái này có vẻ ngoài rất xinh đẹp, mặc váy liền áo màu vàng, đi giày cao gót nhọn màu đen. Dù có phát tờ rơi nhưng cũng thành một phong cảnh xinh đẹp, chào tiên sinh ngài có thể ủng hộ đôi chút cho hoạt động quyên giúp trẻ khuyết tật không cô gái kia đã đưa một tờ quảng cáo tới trong tay lệ sâm giáo dưỡng tốt đẹp khiến lệ sâm đưa tay nhận tờ rơi anh nhìn lướt qua nội dung trên tờ quảng cáo không khỏi nhướng mày nam tầm xong rồi xong rồi ta đã tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản máu chó nào là con gái nhà nghèo thiện lương có lòng cảm thông gả vào nhà giàu từ đây lệ thiếu vung tiền như rác hư không thú vội vàng nói đừng chỉ đứng tưởng tượng ngươi mau ngăn cản đi. Vì vậy Nam Tầm liền vội vã ông lấy đùi lệ sâm, ba, chúng ta mau trở về đi thôi, con muốn về nhà. Nam Tầm len lén liếc một cái, vậy mà thấy sau khi cô gái kia nghe cô gọi ba ba, nụ cười trên mặt cứng lại, cho nên mới nói, cái cô này nhìn thấy ba lệ sâm của cô, quả nhiên đã động tâm tư không nên động. Nhưng cô gái kia chỉ cứng mặt một hồi liền tiếp tục nở nụ cười, tiên sinh, hy vọng ngài có thể ủng hộ hoạt động của chúng tôi tổ chức lúc 4 giờ chiều thứ bảy này, sẽ không làm ngại mất quá nhiều thời gian. Hư không thú đờ mờ một tiếng, có nghe thấy không, bây giờ đã bắt đầu hẹn thời gian. Hoạt động kia xong vừa đúng lúc vào buổi tối, nếu hai người này nhìn vừa mắt lại đột nhiên nhảy đến tình một đêm phải làm sao bây giờ? Phụ nữ bây giờ đều khó đối phó như vậy sao? Nam tầm hít một hơi, hư không thú, cha ngươi là người đàn ông độc thân hoàng kim nha, phụ nữ đều muốn bắt lại. Nếu có thể làm mẹ kế của ngươi, người ta còn mừng chẳng được đâu. Ngươi mau hành động đi, thở dài có ích lợi gì? Nói đúng. Con mẹ nó cô đều gọi ba ba rồi, cái cô này còn chưa hết mơ tưởng, còn quyến rũ ba cô ngay trước mặt cô con gái này, coi cô là người chết à. Nam tầm lập tức kéo lệ xâm lui lại một bước, trợn mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, cô hư, ba con mới không đi đâu. Cô cười sáng lạng với ba con như thế làm gì, chẳng lẽ cô muốn làm mẹ kế của con? nói xong nam tầm nhạo tới trên đùi lệ sâm qua một tiếng liền khóc ra nước mắt con không muốn mẹ kế không muốn mẹ kế ba ơi ba đừng thích cái cô này ánh mắt lệ sâm đột nhiên tối lại lạnh lùng nhìn cô gái kia sau đó vò tờ quảng cáo trong tay thành một cục ngay trước mặt cô ta rồi ném vào thùng rác làm xong những thứ này anh xoa đầu nam tầm dỗ dành cục cưng đừng tức giận ba ba không thích cô kia chỉ thích con nam tầm dụi dụi đôi mắt mắt to ướt ác khóe mắt còn dính hạt nước mắt to như hạt đậu vàng, ba ba thực sự sẽ không bị mấy cô khác cướp đi sao? Lệ sâm ôm con gái nhỏ đang tuổi thân vào trong ngực, hôn khuôn mặt béo mập nhỏ bé này một cái, chỉ cần cục cưng luôn yêu ba ba như thế, thì ba ba sẽ không bị người khác cướp đi. Nam tầm, đờ mờ tiểu bác, anh ta thật âm hiểm, đây là đang đào bẫy cho ta đây. Ý là nếu ta không yêu anh ta như hiện tại, anh ta sẽ tạo một ổ anh chị em cho ta á. Hư không thú liền vội vã nói chuyện này đơn giản mà, ngươi luôn yêu hắn như thế là được rồi đúng không? Nam tầm đâm tiểu nhân trong lòng, nhưng ta đã yêu anh ta như thế, vì cái lông gì mà giá trị ác niệm chẳng thèm rất một một điểm. Hư không thú trầm mặt trong chốc lát, suy nghĩ rồi nói, đây là thế giới cấp thấp, linh khí quá mỏng manh, vì vậy chúng ta không thể tốn thời gian ở đây quá lâu. Dự định 18 tuổi trước đây phải sửa lại thôi, nếu qua 5 năm nữa vẫn cứ không tiến triển gì, chứng tỏ con đường dùng tình thân độ hóa bốt lớn không thể thực hiện được chúng ta liền trực tiếp đi thế giới sau ném tiết tháo đi nam tầm tiểu bác kiến nghị thật khoa học thật có lý cô thật không có gì để nói nam tầm vội ôm lấy cổ ba lệ sâm thân mật dán mặt với anh nói ngọt ngào ba ba con chính là cục cưng bảo bối của ba con yêu ba nhất ba cũng phải yêu con nhất chỉ có thể yêu một mình con lệ sâm cười khẽ ba ba đảm bảo với con ba ba chỉ yêu một mình con thật á. nam tầm mở to đôi mắt đen lấy đối diện anh lệ sâm nhìn con ngươi đen nhánh sáng ngời phản chiếu rõ ràng bóng dáng của mình ánh mắt không nhịn được mềm đi vài phần thật hai người vốn đang không coi ai ra gì mà sâu tình yêu cha con tiểu bác bỗng hoang hô trong đầu nam tầm giá trị ác niệm của ba lệ sâm ngươi vừa rồi giảm hai điểm hu hu quá khó khăn rồi nam tầm thầm biểu môi mỗi ngày cô nhét đường đầy miệng cho ba lệ sâm nhét từ lúc cô một tuổi tới khi cô năm tuổi, nhét nhiều năm như vậy chỉ giảm được hai điểm. Cô quả thực đến quỳ với lệ sâm, cái cô trộm gà không xong còn mất nắm gạo trực tiếp đi đường vòng rồi. Đôi mắt hẹp dài sắc bén của lệ sâm lập tức hiếp lại, lạnh lùng nói, đứng lại, ai cho phép cô phát tờ rơi ở đây. Sau này lăn xa chút, cô gái xinh đẹp kia trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết người đàn ông đẹp trai cung nậu vô cùng này lại có thể nói lời chanh chua như vậy. Hơn nữa, hơn nữa vừa rồi cô cũng không nói gì mà, dù cô có nghĩ cái gì cũng biểu hiện cực kỳ mơ hồ, sao người đàn ông này có thể không phong độ như thế. Không bao lâu sau, giám đốc cửa hàng vội vội vàng vàng chạy đến, ông khúng núng lấy lòng lệ xâm, tỏ vẻ sau này sẽ không để những người này tùy tiện đến khu thương mại phát tờ rơi. Sau đó cô gái xinh đẹp kia liền bị hai bảo vệ mà giám đốc gọi tới, khiêng đi rồi. Cô gái bị đối xử như thế, hoàn toàn mất vẻ tao nhã lúc đầu, mắng chửi một đường nam tầm được lệ sâm mặc lạnh ôm đi trong lòng thấy rất vui sướng hôm nay một lúc bóp nát hai đóa hoa đào của ba lệ sâm chờ sau khi về đến nhà tiểu nam tầm bò đến trên bàn chờ ăn cơm bỗng nghĩ đến cái gì nam Tâm lập tức nói ba ba con muốn ăn đầu cá cô cảm thấy về sau phải đối phó nhiều hoa đào nát của lệ sâm như vậy khẳng định rất tốn chất xám cô nên bồi bổ cho chính mình lệ sâm xoa đầu nhỏ của cô lập tức dặn dò người làm buổi tối hai cha con đùa giỡn trên giường một hồi lâu, nam tầm chơi cưỡi ngựa đến vô cùng vui vẻ. Chật chật, cái cảm giác cưỡi trên người bốt lớn thật quá sảng khoái, nhất định phải tranh thủ hưởng thụ phúc lợi tốt như vậy ở thế giới này. Chơi đùa đủ rồi, lệ sâm bắt đầu kể chuyện cổ tích cho nam tầm, nam tầm nằm bò trên bụng bằng phẳng trắng chắc của ba, thỉnh thoảng đá chân nhỏ. Sau đó heo mẹ và heo ba sống hạnh phúc bên nhau. Lệ sâm kể xong câu chuyện thứ hai mươi, hơi bất đắc dĩ xoa đầu tóc xù của cô nhóc, cục cưng. Ba đã kể hai mươi câu chuyện rồi, con còn chưa buồn ngủ à. Vốn định dỗ cục cưng nhỏ ngủ rồi chạy lấy người, thế nhưng cô nhóc nghịch ngợm này lanh lợi ghê gớm, dường như nhìn ra anh có chuyện muốn ra ngoài. Đã kể hai mươi câu chuyện cổ tích cũng không thấy nháp cái nào, đôi mắt to long lanh nước dảo hoặc nhìn chầm chầm theo anh. Lệ sâm suy nghĩ một lát. Đặt cuốn truyện cổ tích thứ 21 cô nhóc nghịch ngợm đưa đến trong tay sang bên, dỗ dành, cục cưng, ba phải đi ra ngoài một chuyến, tự con đi ngủ trước đi. Chờ ba quay về sẽ mang quà cho con. Nam tầm biểu môi, hôm nay lúc mua váy cho con, con thấy ba tiện mua luôn một cái đồng hồ, ba muốn bỏ lại con ra ngoài hẹn hò người yêu ạ. À. Lệ sâm dở khóc dở cười, cục cưng, ai dạy con những thứ này hả? Không phải ba đi hẹn hò, ba cũng không có tình nhân nhỏ nào. Nam tầm dùng bàn tay nhỏ ông mặt anh, ai nói ba không có tình nhân nhỏ, con chính là tình nhân nhỏ của ba, con gái chính là người yêu kiếp trước của ba. Lệ sâm nhướng mày tâm trạng rất tốt mà nói, được, tình nhân nhỏ của ba, ba chỉ đi tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn, đi qua đó một lát rồi sẽ về ngay, rất nhanh thôi. Nam tầm mặc kệ, con mặc kệ, ba không thể bỏ con lại, ba đi đâu con cũng đi đó. Mộ sắc là một quán ba cao cấp bậc nhất, nằm ở trên con đường sầm uất nhất, người đến đây tiêu tiền chia làm hai loại cơ bản, một là người có máu mặt và phú nhị đại. hai là một vài nhà giàu mới nổi và con của nhà giàu mới nổi? mà mộ sắc có tiếng này là do ba của người bạn nối khố triệu minh hạo của lệ sâm mở sau khi lệ sâm đưa con gái vào phòng bao phòng bao vốn đang hò hét nhốn nháo liền yên tĩnh lại trong nháy mắt tất cả mọi người mở to mắt nhìn đứa bé xinh đẹp trong lòng lệ thiếu giống như làm từ nước mềm mại mịn màng đôi mắt long lanh nước tò mò xem xét họ miệng mũm mỉm hơi dẫu lên ghé vào bên tai lệ thiếu nói thầm gì đó mà mọi người trong vòng luẩn quẩn đều biết tiểu diêm vương mặt lạnh lạnh lùng thế nào vậy mà đường nét gương mặt kia lại lập tức trở nên dịu dàng. Đơ mờ, gặp quỷ rồi. Đây, đây thật sự là lệ xăm sao? Không bị quỷ nhập vào đấy chứ? Ba, ba, tại sao chú đẹp trai kia lại thò tay vào trong quần áo của cô xinh đẹp vậy? Nam tầm chớp chớp mắt, chỉ vào người đàn ông ở chính giữa phòng, hoặc là nói người thanh niên, bởi vì nhìn như mới 18-19 tuổi. Lệ xăm nhìn theo ngón tay mềm mại nhỏ nhắn của cô về phía triệu minh hạo, vẻ mặt nhất thời đen lại, bàn tay to lập tức che tầm mắt nam tầm. Triệu Minh Hạo hơi lúng túng, vội vàng rút tay ra khỏi váy cô gái nhìn có vẻ trong sáng bên cạnh. Triệu Minh Hạo, hình như trước khi tôi tới đã nói với anh rồi, trong phòng bao không được xuất hiện người linh tinh, anh xem lời tôi nói như gió thoảng bên tai à. Giọng nói lệ xâm trầm lạnh như băng, những người khác ở trong phòng bao im thinh thít, không dám nói tiếng nào, đừng nhìn đám người đang ngồi là phú nhị đại có chút giá trị con người, nhưng nếu so sánh với nhà lệ sâm thì thật đúng là chả là gì cả. Hơn nữa vì trước mặt này lại là cậu lệ từ 12 tuổi đã bắt đầu đi theo ông lệ làm chuyện lớn, hoàn toàn không giống với bọn họ chỉ biết sống phóng túng ăn chơi trác tán. Mặc dù Triệu Minh Hạo có chút lăn lộn với đám người này, nhưng không so được tình cảm tốt giữa anh và lệ sâm. Anh vội vàng quát mấy người phụ nữ ra ngoài, cười làm lành nói, anh sâm, lần này là anh em tôi không đúng, vốn tưởng anh từng là người ăn mặn, chắc chắn không thèm để ý loại chuyện này tôi thật sự không ngờ công chúa nhỏ cũng đến đây tôi tự phạt một ly tự phạt một ly ha ha vẻ mặt lệ sâm khá hơn đôi chút tiền tay ném cho anh ta một cái hộp nói nhàn nhạt quà sinh nhật triệu minh hạo bóc giấy gói hộp nhìn thấy đồng hồ khảm kim cương cao cấp bên trong không nhịn được mà huyết sáo vang dội một tiếng anh sâm ra tay thật hào phóng lệ sâm ông nam tầm ngồi ở một góc ghế lô nhìn lướt qua mọi người mọi người tự nhiên tôi ngồi một lát rồi đi. Đừng mà lệ thiếu, lâu rồi anh không lộ mặt, hôm nay mấy người anh em mời anh đến đây rất không dễ dàng, anh không thể nào uống với chúng tôi thêm vài ly sao. Triệu Minh Hạo vui vẻ nói, có Triệu Minh Hạo đi đầu, không khí trở nên sôi nổi lên, những người khác cũng nhao nhao đùa giỡn. Triệu Minh Hạo nháy mắt mấy cái với tiểu nam tầm, công chúa nhỏ của chú, hôm nay khuyên ba con uống thêm vài ly với bọn chú được không? Nam tầm tặng anh một cái trận trắng mắt, tử lượng của ba không tốt, không thể uống nhiều muốn uống thì tự chú uống đi mọi người nghe xong câu trả lời ngọt ngào này đều cười lên ha hả tôi nói anh lệ này anh nhặt được đứa bé tri kỷ này từ đâu vậy thật sự không giống anh chút nào đó quá dễ thương rồi ha 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 lệ sâm liếc mắt nhìn anh con gái ruột của tôi lệ sâm mang con gái nhà mình ngồi một lát liền rời đi coi như là giữ lại sân chơi cho triệu minh hạo chờ người đi rồi bên trong phòng bao nhanh chóng bùng nổ mẹ kiếp đây thật là lệ thiếu đúng không tôi cảm thấy có lẽ tôi thấy lệ thiếu giả rồi. Lần trước lúc tôi gặp lệ thiếu thì chân rung liên tục, lần này sao tôi cảm thấy lệ thiếu rất hòa nhã dễ gần vậy cơ chứ? Hòa nhã dễ gần cái rắm, có phải anh đã quên chuyện lần trước rồi hay không? Mặc dù lệ xâm chỉ ngồi một lát, nhưng có tên nhóc xấu xa triệu minh hạo ở đây, cũng ép buộc được anh uống một ly rượu, còn là loại rượu có độ cồn rất cao. Thực ra tử lượng thân thể của chính nam tầm rất tốt, nhưng những thân thể tiểu bác tiền cho cô có tử lượng càng ngày càng kém, đứa bé bây giờ lại càng kém, chỉ ngửi chút mùi rượu trong miệng ba lệ sâm, cô đã hơi say rồi. Lệ sâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của con gái trong lòng, không nhìn được chọc chọc, lại nhéo nhéo. cục cưng, khó chịu à? Lệ sâm nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nóng lên kia, không nhìn được nhíu mày. Nam tầm lấy tay nhỏ phẩy phẩy trước mặt, sau đó bịt mũi lại, nói ôm ôm, ba, ba hung con say rồi. phục. Ông triệu tài xế ở phía trước không nhìn được phục cười thành tiếng bỗng nhiên cảm thấy ót mình hơi lạnh ông triệu không dám phát ra tiếng nữa lệ sâm đen mặt nửa đường xuống xe mua bánh ngọt trái cây mặt trên còn trang trí một hình trái tim ba sao ba chỉ mua một miếng người ta cũng muốn ăn mà nam tầm bất mãn lệ sâm trực tiếp lấy nĩa xiên một miếng đút cho cô cục cưng chúng ta ăn chung nam tầm nhìn ngó cái nĩa trên tay ba lệ sâm nói cách khác hai người bọn họ sẽ ăn chung một cái nĩa sao nam tầm ăn một ngụm hết miếng bánh ngọt miệng nhỏ còn liếm khắp nĩa. Nước bọt của tôi nhiều như vậy, ba lệ xăm chắc sẽ ghét bỏ mà không cần nhỉ. Kết quả, nam tầm nhìn thấy ba lệ sâm của cô dùng cái nĩa kia tự xiên cho mình một miếng, không hề ghét bỏ cái nĩa đó vừa bị bôi toàn nước miếng của cô. Lệ sâm ăn hai miếng to, sau đó lại xúc một miếng cho nam tầm, há miệng nào, cục cưng. Trong lòng nam tầm rất xoắn xuýt, ngoài mặt lại rất quyết đoán, trực tiếp há to mồm ngậm cái nĩa vào miệng, ăn nhóc nhép rất hưởng thụ hai người ba một miếng con một miếng, miếng bánh gà tô nhỏ rất nhanh đã gần hết, còn một miếng nhỏ cuối cùng, nam tầm dùng nĩa xiên lên, đưa tới bên miệng ba lệ sâm, ba ba, ba ăn miếng cuối cùng đi. Thực ra chỉ do cô ăn không hết, bây giờ cái bụng còn quá nhỏ, cục cưng thật hiếu thảo, ba thật vui. Chi bằng, chúng ta mỗi người một nửa. Lệ sâm nói, lệ sâm là người rất nghiêm túc, anh đã nói một nửa thì nhất định là một nửa. Nam tầm nhìn thấy rõ ràng anh đã nằm cả miếng bánh ngọt vị mật đào cuối cùng rồi, ai ngờ anh ăn vào lại nhả một nửa ra. Nam tầm chữ một tiếng đờ mờ trong lòng, tiểu bác, sao anh ta có thể mất vệ sinh như thế? Đây là anh ta muốn cho ta ăn một nửa còn lại này, hư không thú nói lời ý vị sâu xa, vì giá trị ác niệm trên người hắn, nhìn chút đi. Không phải chỉ là nước miếng thôi sao, cũng không phải bắt ngươi ăn thuốc độc, lệ xâm xúc nửa miếng bánh ga tô kia tới trước mặt nam tầm, a à nào cục cưng nam tầm bị anh nhìn chăm chú như thế khiến lòng hơi sợ hãi tuy rằng cô không có bệnh thích sạch sẽ đặc biệt nghiêm trọng gì nhưng con mẹ nó trên này đều là nước miếng của đối phương nha bây giờ bốt ngồi chờ ngay bên cạnh nếu để bốt cảm thấy cô ghét bỏ anh dơ thì xong đời, tất cả nỗ lực của cô sẽ đổ vỡ ngay trong một ngày nam tầm a à một cái nuốt hết miếng bánh ga tô này nửa miếng bánh vị mật đào dính nước bọt của lệ sâm được cô cắn rất hăng chờ hai người về đến biệt thự Trời đã khuya rồi, nam tầm nằm bò hình chữ đại, trên giường. Ba, ba đè lên con rồi. Nam tầm xoay đầu, nhìn thấy một cánh tay vắt ngang trên mông nhỏ của mình. lệ xăm mò cô vào lòng ngực, rồi trở mình, hai người người nhỏ đè lên người lớn. Ba, ba, con buồn ngủ quá à, nhưng người ta còn chưa đánh răng rửa mặt. Nam tầm nằm nhoài trên bụng anh, cánh tay nhỏ chống đầu nhìn anh. Đi thôi cục cưng, chúng ta cùng đi rửa mặt lệ sâm bế nam tầm lên nam tầm mềm hoặc mà kéo cổ anh ngáp một cái ba sau này ba đừng ra ngoài vào buổi tối nữa chúng ta đi ngủ sớm chút được đều nghe theo cục cưng đi vào phòng tắm nam tầm rất tự giác bê ghế nhỏ của mình tới trước bồn rửa mặt đạp lên là có thể nhìn thấy gương lớn phía trước lệ sâm bôi kem đánh răng vị dâu cho cô một lớn một nhỏ nhìn vào gương đánh răng trái xoạt xoạt phải xoạt xoạt động tác giống nhau như đúc đánh răng xong xuôi nam tầm nhe răng về phía gương ba ba hàm răng của con trắng thật nha lệ sâm cười khẽ cầm khăn mặt xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô rồi cẩn thận rửa sạch bàn chân nhỏ đi thôi cục cưng ngủ thôi tình cảm giữa lệ sâm và con gái càng ngày càng tốt nhưng ông lệ lại càng ngày càng phiền não mắt thấy lệ sâm đi công ty lại muốn mang theo lệ tiểu nam như thường lệ ông lệ không nhìn được ho một tiếng lệ sâm à hay là để năm năm ở nhà đi bây giờ con bé đang tuổi không ngồi yên được con lại bận công việc, không để ý được nam nam, một mình con bé chán lắm. Hơn nữa, một hai năm nữa nam nam đến tuổi học tiểu học, con bé không muốn đi nhà trẻ, nhưng cũng phải học kiến thức đơn giản, miễn cho không bắt kịp lớp. Không chờ ba lệ xăm lên tiếng, nam tầm lập tức nói, ông nội, con đã biết làm phép cộng trừ nhân chia lớp một rồi đấy, con mới không cần học làm bài tập đâu, con là thiên tài lệ tiểu nam. Lệ xăm xoa đầu cô, nói với ông lệ, cục cưng của con giống con, thông minh sau đó lệ sâm không nhiều lời nữa một tay xách cặp nhỏ hoạt hình của nam tầm một tay ông lấy nam tầm hai cha con vui vẻ ra cửa ông lệ thấy lòng thật mệt quản gia già cười cười ông chủ lo xa rồi bây giờ cô chủ nhỏ còn ít tuổi khó tránh khỏi cậu chủ phải để tâm nhiều đến cô chủ nhỏ chờ cô chủ nhỏ lớn rồi bọn họ sẽ không dính nhau như bây giờ nữa chỉ mong là thế ông lệ thở dài lệ sâm bận công tác trong phòng làm việc nam tầm lặng lẽ tô tô vẽ vẽ ở một bên nhìn thật ngoan ngày hôm nay lệ sâm muốn mở một hội nghị tiểu nam tầm cũng vui vẻ theo đuôi cô tự mình kéo cái ghế tới cạnh chỗ ngồi của ba lệ sâm leo lên ngồi đến cực kỳ ngay ngắn sau đó lôi một cuốn vở từ cặp sách lại lấy màu sáp của mình ra sắp xếp cẩn thận trên bàn rồi mới bắt đầu vẽ nguệt ngoạc trên giấy trên bàn họp có hai hàng quản lý các chi chánh mặc đồ tây đang ngồi ánh mắt đồng loạt rơi trên người cô bé như búp bê này mãi đến tận khi ánh mắt lệ sâm lạnh lùng đảo qua mọi người họ mới vội vã dời ánh mắt tổng giám đốc lệ đây là doanh số tháng trước một người khô khan mở miệng mọi người bắt đầu làm việc chính hội nghị này mở một ngày cái mông nhỏ của nam tầm sắp ngồi cứng cả rồi thật hết cách các bộ ngành ở công ty ba lệ sâm của cô quá nhiều ba lệ sâm lại là lãnh đạo thích tự mình làm mọi việc Rồng rã một ngày nam tầm nhàn rỗi không có việc gì làm đã vẽ đầy một quyển vở không trang nào trên đó không phải là một người lớn cầm tay một đứa bé, có điều vẽ rất xấu, tỷ lệ đầu của người lớn bằng với cơ thể, miệng là một đường thẳng, lông mày là hai đường chéo xếp lên, tuy có hơi xấu nhưng rất hình tượng, có thể khiến người ta nhìn một chút là ra, người lớn này chính là lệ Sâm. cục cưng, con chờ lâu rồi hả? Ba đã giải quyết xong công việc, chúng ta có thể về nhà rồi. Lệ Sâm dùng một tay liền bế nam tầm lên, nam tầm chu mỏ, giọng nói mềm mại, Ba, con ngồi cả một ngày, cái mông đau quá à, con còn vẽ cả ngày, cánh tay cũng tê ơi là tê, cục cưng vất vả rồi, về nhà ba xoa cho con." Lệ Sâm nói, "Cảm ơn ba, ba thật tốt." Nói xong, Nam Tâm liền vội vàng đưa quyển vở mình vẽ cả ngày cho Lệ Sâm, "Ba, cho ba này, trong này đều là ba và con, con vẽ ba rất đẹp trai đấy." Nam Tâm cảm thấy lòng hiếu thảo của mình đã cảm động trời đất nếu giá trị ác niệm của lệ sâm mà không giảm, vậy thì thiên lý nan dung. Lệ sâm nhận lấy quyển vở, vẽ mặt sửng sốt một giây. Anh mở vở ra, nhìn thật cẩn thận, ba thấy con vẽ có được không? Nam tầm truy hỏi, lệ sâm trầm mặt không nói xoa đầu cô, ánh mắt sâu thẳm khó dò, tiếng nói có chút trầm thấp, đẹp, rất đẹp. Nam tầm hơi buồn bực, chẳng lẽ ba lệ sâm không nên cảm động đến chảy nước mắt trồng trồng sao, có phải phản ứng này quá bình thản không hả? Lúc này, tiểu bác bỗng nhiên mở miệng, có vẻ khá kích động, vừa rồi giá trị ác niệm của ba lệ sâm ngươi giảm 10 điểm trong nháy mắt. Nam tầm cũng có chút kích động, thật là con mẹ nó quá khó khăn. Nam tầm cảm thấy có lẽ bản thân đã mở ra một lối đi thênh thang trang khang tiêu trừ giá trị ác niệm hàng loạt. Cô tính sau này không có chuyện gì thì sẽ tặng quà cho ba lệ sâm, còn phải là tự mình làm, để cho ba lệ sâm của cô cảm động đến rối tinh rối mù. Thời gian trôi qua thật sự nhanh, Chẳng mấy chốc Nam tầm đã lên tiểu học. Nam tầm cảm thấy mình học tiểu học với một đám nhóc choai choai thật sự rất đau khổ, liền năng nỉ ba Lệ Sâm đừng cho cô học tiểu học, Lệ Sâm cũng muốn giữ con gái ở bên cạnh, cho nên liền cho phép. Đương nhiên ông Lệ không đồng ý, cuối cùng hai người bàn bạc, có thể không học tiểu học nhưng nhất định phải học từ cấp 2. Lúc Lệ Sâm 28 tuổi, phần lớn sản nghiệp của nhà họ Lệ đã chuyển giao hết vào tay anh, dẫn đến ông Lệ trở nên nhàn rỗi. Một năm này, Tiểu Nam Tầm cũng đã là lệ Tiểu Nam 15 tuổi, học lớp 11, lúc học trung học cơ sở từng nhảy hai lớp. Nam Tầm đã trổ mã thành người đẹp nhỏ nằm úp sấp trên giường, than ngắn thở dài. Tiểu bác à, giá trị ác niệm còn bao nhiêu rồi? Giá trị ác niệm 50 hư không thú nói. Nếu như ta không nhớ nhầm, năm kia giá trị ác niệm đã giảm xuống còn 50 rồi, vậy mà ba năm này không giảm một điểm nào sao? Nam Tầm thật muốn chết mà hư không thú trầm mặt một hồi rồi nói, giá trị ác niệm mới giảm xuống 50 điểm đã bảo hòa rồi, xem ra thông qua tình thân để độ hóa đại bốt thật sự không quá thuận lợi. Thôi, đợi thêm 3 năm nữa đi, nếu như thật sự không được thì chúng ta liền chạy lấy người. Nam tầm dơ hai tay hai chân đồng ý, khó trách ngay từ lúc đầu tiểu bác đã nhắc nhở cô không nên đánh mất chính mình, tùy tiện một thế giới cũng dừng lại 10 đến 20 năm, giả giả thật thật. Một lần không cẩn thận là có thể nhập diễn không thoát ra được mục đích của cô chính là quay về thế giới hiện thực, còn có đi thế giới thứ nhất một lần nữa, tìm con trai đảng đảng của cô. Mục tiêu xác định rõ ràng, đúng rồi, quên chưa nói với ngươi chuyện này. Hư không thú đột nhiên nói, giá trị hắc hóa của ba lệ xăm ngươi từng bất động rất lâu nay vừa có biến hóa, hôm nay tăng thêm 5 điểm, biến thành 45 rồi. Nam tầm à, hẳn là không có liên quan gì với ta đúng không? Chợt nghe thấy tiếng bước chân, nam tầm lập tức chui vào chăng. Cô nhìn nửa người trên của người đàn ông còn đang nhỏ nước, chỉ cuốn một cái khăn tắm quanh hông, sau đó không nhìn được mà nhìn thêm vài lần. dáng người này, chật chật, nhìn nhiều năm như vậy mà vẫn không chán, còn có khuôn mặt kia nữa, hoàn toàn rút vẻ ngây ngô trước kia đi, trở nên chín chắn mà thu hút. Ba lệ sâm của cô đẹp trai đến không có thiên lý, dáng người càng đẹp đến không có thiên lý. Lệ sâm trực tiếp ở trần đi tới, nam tầm vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, nói ngọt ngào, ba, con đã ấp ấm ổ chăn cho ba rồi. Nam Tầm có phòng công chúa của mình, nhưng thật sự là cô chưa từng ngủ lần nào, mấy năm nay vẫn ngủ cùng một chỗ với ba Lệ Sâm. Nhưng cơ mơ nờ cô là bé gái mà, trước kia mỗi lần cô nhắc đến việc chia giường ngủ, vẻ mặt ba Lệ Sâm liền đen lại, sau đó cô không dám nói nữa. Nhưng lúc này đây, chờ Lệ Sâm lên giường, Nam Tầm rất cảm thấy xấu hổ mà nói ra lần nữa, "Ba, năm nay con đã 15 tuổi rồi, thật sự trưởng thành." sau này chúng ta không thể ngủ chung nữa. Cánh tay lệ sâm duỗi ra ông cô vào trong lòng, giọng nói trầm xuống, cục cưng lại không nghe lời, hử. Nam tầm muốn tránh đi, phát hiện dãy dụa không thoát được, cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, ho nhẹ một tiếng, giọng điệu cố sức làm cho nhẹ nhàng, ba, bạn học trong lớp đều tự mình ngủ, con lớn như vậy rồi mà còn ngủ với ba, sẽ bị người khác cười nhạo đó. Cục cưng cảm thấy bạn học quan trọng, hay là ba quan trọng? Lệ sâm hỏi, đôi mắt hơi híp lại nam tầm vội vàng nói đương nhiên là ba quan trọng bạn học chỉ là học cùng nhau mà thôi nhưng ba là người thân làm bạn lớn lên với con trong lòng con ba luôn đứng thứ nhất lệ sâm vừa lòng xoa đầu cô ngoan nam tầm cho nên đề tài vừa rồi bị anh tùy tiện lừa dối cho qua sao ba còn có một chuyện con đã lớn như vậy rồi ba có thể không cần phái người bảo vệ con nữa hay không hả nam tầm nói tuy nói là bảo vệ mẹ nó đó chính là theo dõi trá hình, cô đã sớm phát hiện hai người âm thầm nhìn chằm chằm cô rồi. người phái đi đã bị con gái phát hiện, lệ sâm hơi bất ngờ. dù sao anh biết rõ người của anh có bản lĩnh gì, sau khi kinh ngạc, anh trả lời đúng lý hợp tình, cục cưng, cho dù ba làm gì đều là vì tốt cho con. nam tầm, vì tốt cho con cái gì quả thật là cớ thông dụng làm cho không ai có thể phản bác. nam tầm không thuyết phục được lệ sâm, liền dứt khoát nhắm mắt đi ngủ. thôi ngày mai lại tiếp tục tranh thủ quyền lợi cho mình, hình như tâm trạng hôm nay của ba lệ xăm không được tốt thì phải. Hôm nay cô cũng không làm gì mà, không phải chỉ là nhận được một lá thư tình vào ban ngày thôi sao, chẳng lẽ vì vậy nên tức giận, nhưng mà cô cũng chưa hề nhìn chút nào đã ném vào trong thùng rác rồi mà. Cho dù cô có xem thì cũng không có gì mà, 15-16 tuổi chính là lúc các cô bé cậu bé bắt đầu biết yêu, đặt vào thời cổ đại thì cũng đã tính đến chuyện kết hôn rồi ba lệ sâm của cô cũng quá chuyện bé xé to đấy nam tầm nói thầm trong lòng rồi ngủ thiếp đi chờ nam tầm ngủ thiếp đi người đàn ông bên cạnh quay mặt lại nhìn cô ánh mắt sâu thẳm vẻ mặt thâm trầm xem ra cục cưng của anh trưởng thành biết xấu hổ rồi nhưng đây rõ ràng là chuyện rất bình thường anh lại hơi mất hứng lệ sâm mất hứng ông cô bé đang ngủ như heo sát vào ngực hơn nam tầm ngủ như chết ngày hôm sau tỉnh lại thì lệ sâm đã mặc xong quần áo ngồi bên giường cả người âm trầm nhìn chầm chầm cô, dọa cô giật cả mình, lại tập trung nhìn kỹ, ánh mắt ba lệ sâm rất bình thường, không có gì khác thường. Lệ sâm đưa váy cho nam tầm, mặc quần áo tử tế vào rồi đi xuống dưới ăn cơm, thím lý đã làm xong bữa sáng rồi. Nam tầm nhận lấy đồ, dạ một tiếng, chờ anh đi ra ngoài, nhưng mà lệ sâm cứ ngồi trên giường không nhúc nhích, ánh mắt tối tối. Nam tầm chống lại đôi mắt âm u kia, không biết sao lại thấy hơi hoảng hốt, ba, ba còn không đi xuống, cơm sẽ lạnh hết đó cục cưng xa lạ với ba hử ba không phải con xa lạ với ba chỉ là con lớn rồi muốn có chút riêng tư ba chưa bao giờ có riêng tư với con bây giờ con lại muốn nói riêng tư với ba sao lệ sâm trầm giọng nói nam tầm biểu môi ba thôi đi có rất nhiều chuyện về công việc ba chưa từng cho con biết hừ hừ lệ sâm nhìn cô đầy ý tứ sâu xa một lúc lâu bỗng nhiên nói một câu được ba biết rồi nói xong xoay người rời đi cửa phòng ngủ bị đóng bịch một tiếng tiếng động rất lớn nam tầm hơi mờ mịt ba lời sâm có ý gì vậy chứ anh biết gì cơ càng nghĩ càng hoảng hốt nam tầm khóc trống với tiểu bác tiểu bác có phải anh ta biến thái hay không ngươi nói xem có phải biến thái hay không con gái anh ta đã lớn như vậy rồi anh ta còn muốn ngủ chung với ta ta muốn chờ anh ta ra ngoài rồi mới thay quần áo anh ta còn không hài lòng anh ta dựa vào cái gì mà không hài lòng chứ Hư không thú suy nghĩ một lát trả lời đúng vậy ta cũng cảm thấy ba lệ sâm ngươi là biến thái chỉ có điều nói đi phải nói lại lần nào mà chúng ta không gặp phải biến thái chứ nam tầm lúc nam tầm mặc quần áo chỉnh chu đi xuống lệ sâm và ông lệ đã bắt đầu ăn sáng nam tầm ngồi xuống cạnh lệ sâm thỉnh thoảng lại liếc qua anh một hồi tuy rằng gương mặt kia không hề có biểu cảm nào nhưng cô vẫn có thể thấy ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt ông lệ cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên nam nam con cãi nhau với ba con rồi hả? Hai người này ngày ngày dính nhau như gì vậy, không ngờ cũng có lúc cãi nhau. Nam tầm chọc đổ vào bát cơm, nhỏ giọng nói, ông nội, ông phân xử cho con với. Ông nói xem con đã lớn như vậy, có nên có chút riêng tư của mình hay không? Con chỉ muốn chờ ba ba đi rồi thay quần áo, kết quả ba nói con xa lánh ba, sau đó thì nổi giận luôn. Càng nói, Nam tầm càng cảm thấy mình có lý, cũng càng cảm thấy lệ xâm biến thái. Ông lệ nghe xong lời này, nụ cười trên mặt nhạc đi chút ông nhìn lệ sâm giải quyết thật dứt khoát theo ông thấy nam nam lớn thật rồi sau này hai người tách ra ngủ đi lệ sâm không trả lời lại quay ra nói với nam tầm nam nam đợi lát nữa ba phải xử lý chút việc con đi theo ba nam tầm ồ lên yên lặng nhét cơm vào miệng hôm nay là chủ nhật vừa lúc không có lớp nam tầm thay một bộ váy bồng màu trắng thắt eo đi đôi giày thể thao trắng tóc búi lên cộng thêm gian tốt của lệ sâm, cô trông cực kỳ xinh đẹp, như được khắc ra từ ngọc, đôi mắt ngấn nước long lanh, đặc biệt sống động có hồn. Lệ sâm nhìn con gái cưng mình tự tay nuôi nấng, chủ động duỗi tay ông eo cô. Nam tầm cũng quen rồi, không cảm thấy gì cả, chỉ có ông lệ ở đằng sau nhìn cách hai người ở chung mà trợn đôi mắt lão thật to. Chờ hai cha con đi rồi, ông mới chống gậy, đứng lên run run rẩy rẩy. Quản gia già bên cạnh vội đỡ lấy ông, ông chủ, ông đang môi ông lệ mất mấy đến mấy lần mới hỏi, ông Vương à, ông nói có phải lệ sâm đã sớm biết Nam Nam không phải con gái ruột của nó rồi hay không? Dường như quản gia già nhận ra ông lệ đang lo lắng điều gì, vẻ mặt ông cũng cả kinh theo, ngừng một chút mới nói, ông chủ, dù cậu chủ đã sớm biết thật, nhưng cô chủ nhỏ là do tự tay cậu ấy nuôi lớn, chẳng lẽ cậu ấy còn có thể có ý đồ gì khác hay sao? Lại nói, cô chủ còn nhỏ thế mà, sao cậu chủ có thể, bây giờ còn nhỏ, lẽ nào sẽ không lớn? Ông có thấy được không, giờ lệ sâm có ham muốn chiếm hữu năm năm lớn đến độ gì? Nó cho là tôi không biết nó sai người dám thị mọi hành động của năm năm ở trường sao, ông lệ càng nghĩ càng lo lắng. Dù gì cũng là con của ông, mặc dù có lúc ông cũng không biết trong lòng thằng nhóc này suy nghĩ gì, nhưng ông biết, một khi thằng nhóc này muốn cái gì, vậy tuyệt đối sẽ đoạt được không chừa thủ đoạn nào. Nó am hiểu nhất chính là để con mồi của mình chậm rãi rơi vào bẫy, Cuối cùng sẽ tàn nhẫn mà nuốt chửng. Nam Nam đã gọi ông là ông nội nhiều năm như thế, sao ông nhẫn tâm nhìn một đóa hoa trắng thuần khiết cứ như vậy bị một con sói đói phá hủy? Dù rất có thể con trai ông đã sớm biết bọn họ không có quan hệ máu mủ, nhưng Nam Nam không biết, trong lòng cô bé lệ sâm chính là ba ba. Ông lệ quyết định tìm thời gian, hai người bọn họ ngồi nói chuyện một chút. Nam Tâm không biết lệ sâm muốn dẫn cô đi đâu, bởi đường xe đi càng đi càng lạ cuối cùng dừng ở một con phố nào đó trong thị trấn lần này có bốn vệ sĩ đi cùng bọn họ đều mặc đồ đen cùng không lưng mở cửa xe chờ lệ sâm ra ngoài trước nam tầm đang muốn ra theo lại bị lệ sâm bế ra ngoài dọa cô sợ đến ông chặt cổ anh ba ba con cũng không còn trẻ con nữa sao ba vẫn ông con như thế ra cửa xe nam tầm vội vàng nhảy xuống từ trên người anh lệ sâm không nói gì mà ông eo cô đi vào quán ăn trước mặt bốn vệ sĩ áo đen theo phía sau bên ngoài quán ăn này rất lớn nhưng bên trong không có một bóng người cứ như đã bị dọn sạch trước rồi nam tầm có hơi khó hiểu tại sao lệ sâm phải dẫn cô tới nơi tồi tàn này dựa trên bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng của lệ sâm anh rất hiếm khi đến quán ăn vừa nhìn đã biết không sạch sẽ này lệ sâm vừa vào cửa một người đàn ông trung niên liền cung kính tiếng lên đón nói nhỏ cậu lệ đã bắt được người ở ngay phía dưới lúc đang nói chuyện ông lén lút liếc nam tầm. Thấy lệ xăm ông eo cô bé này, trong lòng ông có mấy phần kinh ngạc. Nghe nói cậu lệ chưa bao giờ gần nữ sắc, chẳng lẽ lời đồn đại sai lầm, nhưng cô bé trước mắt quá non đi, lẽ nào cậu lệ thích loại này? Người đàn ông trung niên thầm ghi nhớ trong lòng, lệ xăm ừ một tiếng, dẫn đường trước đi, người đàn ông kia vội vàng gật đầu, mời ngài đi theo tôi, cậu chủ lệ ông lấy nam tầm, thấp giọng dặn dò, cục cưng, đợi lát nữa ngoan ngoãn ở một bên nhìn là được rồi. Nam tầm gật đầu, vô cùng ngoan. Quán ăn có một tầng hầm, có người kia dẫn đường ở trước, đám người cùng đi theo vào. Khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, Nam tầm kinh ngạc đến trận to hai mắt. Nơi này là một sòng bạc ngầm, vài chiếu bạc, trên bàn còn có bộ bài chưa kịp dọn, tất cả đèn đều sáng, chiếu rõ từng góc một. Ở một chỗ đất trống, một người đàn ông hơn 30 tuổi bị dây thừng bó chặt quỳ trên đất, trong miệng bị nhét một miếng vải. A a a a a. Người kia thấy cậu chủ lệ, vẻ mặt kích động, cố gắng bò về hướng bên này, lại bị người áo đen đè nặng gã từ đằng sau đá ngã trên mặt đất. Cậu lệ, mời tới bên này. Người đàn ông trung niên đi đầu dùng tay làm tư thế mời, ngay vị trí phía trước đã đặt một cái ghế da mềm mại, cậu chủ lệ đi qua ngồi ở đó. Nam tâm vốn định đứng, nào ngờ lệ xâm trực tiếp kéo cô vào ngực mình, để cho cô ngồi trên đùi anh. Nam tầm xấu hổ ngọ ngoại cơ thể, cuối cùng dứt khoát vùi trong ngực anh, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Lệ xăm hơi nhấc tay phải, bên cạnh lập tức có người giật xuống miếng vải trách biệt mồm người trên đất kia. Người kia thật vất vả mới có thể nói chuyện, lập tức khóc ròng ròng xin tha, cậu lệ, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, hãy bỏ qua cho tôi một lần này thôi, sau này tôi cũng không dám nữa. Cậu xin cậu lệ nể tình cha tôi tha cho tôi đi, tôi không dám nữa. Nam tầm không hiểu dò xét nhìn người kia, lại ngó nhìn ba lệ xăm của cô, con mẹ nó, ba lệ sâm cô không hổ có tổ tiên làm xã hội đen. Tình huống hiện tại cực kỳ giống trên TV, cảnh đại ca xã hội đen bị đàn em phản bội, sau đó chuẩn bị rút súng bằng một phát kết liễu kẻ đó, cô có hơi sờ sợ, sợ, còn có chút kích động là sao thế này? Mang tâm thái xem trò hay, một tay nam tầm rất tự giác khoát lên cổ lệ sâm, điều chỉnh tư thế càng thoải mái hơn. Cục cưng ý lại và thân mật với mình khiến lệ sâm cực kỳ hưởng thụ, chỉ có điều kế tiếp không biết cục cưng của anh còn có thể thân thiết anh như lúc này nữa hay không? Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ánh mắt lệ sâm lạnh nhạt nhìn chầm chầm người đang không ngừng xin tha, nói ngữ điệu không nhanh không chậm, quả thực thời gian cha mày theo ông già không ngắn, nhưng lẽ nào ông ta không nói cho mày biết, lệ sâm tao ghét nhất người khác dùng danh nghĩa nhà họ lệ làm chuyện xấu. Sản nghiệp nhà họ lệ đã sớm tẩy trắng, bây giờ tao quản lý nhà họ lệ, mày lại làm chuyện như vậy, quả thực đang đánh vào mặt tao. Rõ ràng giọng nói kia bình thản không gần sống, lại làm người cảm thấy còn đáng sợ hơn nhìn thấy anh nổi trận lôi đình. Bột bột bột, người kia vừa xin tha, vừa không ngừng dập đầu, dập đến mức đầu vỡ máu chảy. Lệ Sâm đột nhiên đứng dậy, anh đặt cô bé trong ngực ngồi trên ghế, chính mình không nhanh không chậm dạo bước trước mặt gã kia, từ trên cao nhìn xuống người không nghe lời này. Người đàn ông trung niên dẫn đường vừa nãy đang đứng cạnh lệ xăm. Ông vừa thấy anh nâng tay, lập tức đưa tới một con dao găm dài hai tấc, bằng 20cm. Lệ Sâm dùng ngón tay thử lưỡi dao, chỉ là chạm nhẹ một chút đã chảy máu. Rất sắc bén, người trên đất nhìn dao trong tay anh, sợ đến không ngừng lui lại phía sau. Lệ Sâm chậm rãi đến gần gã, sau đó ngồi xổm xuống, giày gia đình chế cao cấp sáng bóng phản chiếu tia sáng ánh đèn cứ như vậy dừng trước mặt người kia. Lệ Sâm nhìn gã, khẽ nói, nể tình cha mày, tao sẽ tự mình động thủ, miễn cho người khác tay chân vụng về làm mày đau dừng một chút anh hơi nheo mắt yên tâm không lấy mạng mày người đàn ông vung tay lên một bóng ánh bạc xoẹt qua không trung à người kia kêu lên thảm thiết dao găm tàn nhẫn đâm vào giữa lòng bàn bàn tay người nọ không sai một ly đâm một nhát xuyên lòng bàn tay còn xoay qua xoay lại mấy lần có thể nghe thấy được tiếng máu thịt bị cắt thật rõ ràng phục một tiếng người đàn ông rút dao găm dao găm dính máu tươi bắn đầy mặt anh anh không để ý chút nào động tác thuần thục tiếp tục đánh gãy gân tay người nọ sau đó mới ném dao găm xuống đất dao găm dính đầy máu rơi len keng trên mặt đất còn nảy một hồi bên cạnh lập tức có người dân khăn gấm sạch sẽ cho anh người đàn ông nhận lấy lau khô vệt máu không cẩn thận bắn lên mặt cuối cùng còn cẩn thận lau hai bàn tay không hề dính máu cả kẻ ngón tay cũng không bỏ qua khăn gấm ô uế bị anh tiện tay ném xuống đất vừa vặn che trên dao găm nhún máu Lệ Sâm nhìn cô bé ngồi ở ghế giữa đang ngơ ngác nhìn anh, đi tới dịu dàng xoa đầu cô, giọng điệu cực kỳ mềm mại, cục cưng, sợ rồi. Nam Tầm khẽ nuốt ngụm nước miếng, vẫn, vẫn ổn, còn chưa đến mức bị dọa sợ, dù sao cô là người đã gặp cảnh yêu vương ăn thịt người, lệ quỷ giết người. Cô chỉ có hơi bất ngờ, trong mắt cô, Lệ Sâm luôn là người ba bên ngoài lạnh lùng bên trong rất dịu dàng, nhưng một màn nhanh chuẩn tàn nhẫn vừa nãy hoàn toàn lật đổ ấn tượng về Lệ Sâm trong cô. Bàn tay to đang thân mật xoa trên đầu cô kia, đúng, chính là bàn tay này, một giây trước còn đâm xuyên tay một người, đánh gãy gân tay người nọ. Nam tầm luôn cảm giác mình chỉ thấy một đỉnh nhỏ của tảng băng chìm, nghĩ như vậy, xúc cảm dịu dàng trên đầu này càng làm lòng cô thêm sợ hãi. Nam tầm bỗng ông lấy lệ sâm, rầu rỉ mà nói, ba, chúng ta về nhà đi, con muốn về nhà, được, nghe cục cưng. Lệ sâm hơi đờ ra, khóe miệng khẽ cong lên, anh có hơi bất ngờ, vì dưới tình huống này động tác đầu tiên của cục cưng lại không phải đẩy anh ra mà là chủ động ông lấy anh có điều cơ thể nhỏ bé kia đang run không biết có phải sợ hãi hay không lệ sâm một phen khiêng cô trên lưng rồi đi ra ngoài nam tầm kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vàng nói ba ba không phải con không có chân sao mà ba cứ ôm con hay khiêng con thế ba chiều con như vậy sau này con sẽ chẳng muốn tự đi bộ nữa lệ sâm cười nhẹ lên tiếng ba cho là chân con run nếu về sau cục cưng không muốn đi đường bà có thể ôm con khiêng con cả đời ba nói ngược ngày sau chờ ba già con ông ba mới đúng nam tầm lập tức nói nam tầm cảm thấy mình nói lời này thật tri kỷ nhưng không ngờ lệ sâm nghe lời này khuôn mặt đẹp trai kia phạch một cái đen kịt lại lệ sâm hỏi rất hiền lành cục cưng con thấy ba rất già nam tầm thấy lệ sâm hỏi lời này vô cùng ấu trĩ nhưng người ta là bốt lớn nói gì đều đúng vậy là cô vội vã trả lời Ba, đương nhiên ba không già, ba mới 28 tuổi, vẫn được tính là tiểu thịt tươi đấy, hơn nữa ba còn là người đàn ông độc thân hoàng kim tất cả phái nữ đều muốn gả nhất. Ba còn đẹp trai nữa, con chưa từng thấy người nào đẹp trai hơn ba. Người mẫu siêu cấp hay diễn viên đang nổi gì đều không cách nào so với ba được. Sắc mặt lệ sâm tốt hơn chút, nhưng vẫn xoắn suýt vấn đề vừa nãy, vậy cục cưng cảm thấy ba già hơn con nhiều sao? Nam Tầm dùng ánh mắt xem kẻ ngu si nhìn anh, lệ sâm không sốt chứ sao lại có thể hỏi loại vấn đề thiếu não này? Chẳng lẽ câu nói vừa rồi của cô kích thích anh, anh không muốn lão hóa? Nam tầm suy nghĩ một hồi, nói, ba à, con người kiểu gì cũng già đi. Ba cũng chỉ lớn hơn con 13 tuổi, lúc ba già đi, con cũng gần như già rồi. Lệ xăm nhét cô vào trong xe, hai người rất nhanh đã lái xe đi rồi. Người đàn ông trung niên dẫn đường lúc trước vẫn luôn không người suốt hành trình, mãi đến khi xe đi xa, ông mới đứng thẳng người lên, sau đó lau mồ hôi lạnh trên trán hôm nay cậu lệ chỉ cần một cánh tay của người kia hoàn toàn không giống tác phong của cậu lệ nếu như là trước đây chắc chắn không chỉ muốn một cái tay đơn giản như vậy người này hơi cau mày ông cũng nghe cô bé kia gọi ba mới biết thân phận cô bé hóa ra đây chính là vị thiên kim bảo bối cậu lệ ngậm vào miệng sợ tan chỉ là thái độ này của cậu lệ đâu giống nuôi con gái rõ ràng là nuôi một tình nhân Nam Tầm và Lệ Sâm cha hiền con ngoan đùa dẫn trên xe hồi lâu. Bỗng nghĩ đến gì, Nam Tầm vội vội lấy cánh tay Lệ Sâm, tìm được đầu ngón tay còn có giọt máu vẫn tràn ra ngoài, cục cưng, không sao cả, chỉ là vết sức nhỏ, Lệ Sâm nói được một nửa chợt dừng lại, bởi vì cục cưng của anh bỗng ngậm lấy đầu ngón tay anh vào trong miệng, cảm giác ướt ác nóng bỗng bao trùm khiến ánh mắt Lệ Sâm nhất thời trở nên sâu thẳm. Nam Tầm mút mút, sau đó bỏ ngón tay ra, cười tủng tỉm nói, được rồi ba bây giờ đã hết chảy máu rồi. Lệ Sâm đang nhìn cô, ánh mắt kia khiến lông tơ trong lòng Nam Tầm dựng đứng. Nam Tầm liền vội hỏi tiểu bác, lẽ nào vừa nãy ta làm quá chân chó, bị Lệ Sâm phát hiện ta cố hết sức lấy lòng, vì vậy mất hứng. Hư không thú ngáp một cái, nghĩ quá rồi, ta có thể cảm nhận được máu ba Lệ Sâm ngươi đang sôi trào, hẳn là cao hứng đấy. Nam Tầm hơi ngạc nhiên, tiểu bác, ngươi còn có thể cảm nhận được vui sướng đau buồn của người khác sao? Tiểu bác không để ý lắm mà trả lời, này không phải phí lời à ngay cả giá trị hắc hóa và giá trị ác niệm ta cũng đo được còn không cảm giác được vui sướng đau buồn sao quả nhiên là tiểu bác đúng lệ sâm trở nên rất vui vẻ vì anh thân mặc nhào nắng mặt của nam tầm hiền lành nói một câu thực là bé ngoan của ba lúc nói lời này môi gợi cảm của anh hơi nhếch lên mà nam tầm nghe lời đoán ý nhiều năm rất rõ ràng chỉ khi nào tâm trạng lệ sâm vô cùng tốt mới xuất hiện nụ cười như thế tâm tình nam tầm lập tức bay lượn vội vàng nói ba ba, con ngoan như vậy, có phải ba nên tốt với con hơn không? Lệ Sâm nhướng mày, bây giờ ba không tốt với cục cưng sao? Tốt, nhưng con còn muốn ba tốt với con hơn chút nữa. Nam Tầm cười tủng tiễn nói. Tốt nhất là tốt đến độ giá trị ác niệm rất phạch một cái hết sạch. Lệ Sâm sờ đầu cô, vẻ mặt rất dịu dàng, được, bầu không khí thật hài hòa, nghe được tiểu bác ngáp, Nam Tầm cũng bị lây ngáp theo. Lúc đang chuẩn bị nhắm mắt lại chập mắt một lúc, cô chợt nghe được lệ sâm nói một câu cục cưng bây giờ ba đã tốt với con đến không có bất kỳ riêng tư gì rồi nam tầm bối rối một giây mới phản ứng được những lời này đáp lời cô từ lúc nào đờ mờ hóa ra sáng nay cô nói một câu muốn chút không gian riêng lệ sâm vẫn còn nhớ tới bây giờ cục cưng vì vậy con cũng không thể có riêng tư giấu ba lệ sâm nói giọng điệu không cho nghi vấn là khẳng định ván đã đóng thuyền nam tầm hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của lệ sâm Cô cũng không phản nghịch nhất định phải có không gian riêng, cô chỉ muốn một mình ngủ một cái giường. Mẹ nó yêu cầu như thế tại sao lệ sâm không đồng ý? Tiểu bác, chẳng lẽ nhiều năm ta dán anh ta không cho anh ta tìm phụ nữ, vì lẽ đó anh ta bị ta bẻ thành biến thái thích ngủ cùng con gái? Nam tầm cả kinh nói. Nếu đúng như vậy, tội lỗi của cô thật lớn, hư không thú suy nghĩ một lát, cũng kinh ngạc thốt lên, càng nghĩ càng thấy ớn, ngươi đến xem ba lệ sâm của ngươi bao năm rồi chưa tìm phụ nữ. Đờ mờ ngươi đừng nói, ta cảm thấy thật là có khả năng này. Nam Tâm nghe nó phân tích, cũng cảm thấy thật khủng bố, vội vã hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi nói giá trị ác niệm của anh ta vẫn không giảm, có phải cũng vì cuộc sống về đêm bị ta quấy nhiễu hay không? Hư không thú rất tán thành, ngươi có thể thử tìm hoa giải ngữ cho ba lệ xăm của ngươi. Buổi tối đó, lúc hai người nằm trong chăn trò chuyện, Nam Tâm liền suy nghĩ nên nhanh chóng nói rõ chuyện này. Một tay lệ xăm ông cô vào ngực, một tay cầm một quyển sách tiếng Anh, đang đọc bài học tiếng Anh cho Nam Tầm. Khi còn bé là chuyện cổ tích, bây giờ là sách tiếng Anh, Nam Tầm cảm giác mình đã lên tầm cao mới. Lệ Sâm dùng chất giọng trầm thấp đọc tiếng Anh, Nam Tầm cảm thấy quá êm tai, còn êm tai hơn bài hát tru con nhiều. Thư dịp chính mình còn chưa ngủ gà ngủ gật, Nam Tầm dùng ngón tay chọc chọc cơ bụng Lệ Sâm, ý bảo anh dừng lại. Lệ Sâm quay đầu nhìn cô, hửng. Cục cưng sao vậy? Nam Tâm có chút xoắn suýt, nói, ba ba, con cảm thấy con rất có lỗi với ba, ô. Sao cục cưng tự dưng lại nói như vậy? Lệ Sâm buông sách trong tay, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nam Tâm biểu hiện càng hổ thẹn, ba đang tuổi tinh lực tràn đầy, nhưng vì con, ba chưa bao giờ liếc mắt nhìn những cô gái khác. Những năm này có phải ba nhìn gần chết rồi không? Sắc mặt Lệ Sâm dần đen kịt lại. Nam Tâm chăm chú điều chỉnh vẻ mặt không chú ý đến, tiếp tục tự kiểm điểm, trước kia con còn nhỏ không hiểu chuyện, luôn cuốn quýt lấy ba. Mỗi khi ba nói thêm một câu với cô nào, con rất không vui, vì sợ ba bị cướp đi. Nhưng bây giờ con lớn rồi, đã hiểu chuyện, dù ba có con thì vẫn có quyền theo đuổi hạnh phúc, sau này con sẽ không cản ba nữa, nếu ba gặp được cô nào làm ba rung động, cứ cưới về đi. Nam tầm nói xong, ngẩng đầu, đơ mờ, tại sao mặt lệ xăm lại đen thế kia, hư không thú đột nhiên kêu lên, vừa nãy ta ngủ gật, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao giá trị hắc hóa của ba lệ sâm ngươi lại tăng vào thêm 10 điểm thế? Nam tầm cũng mờ mịt, không biết á, không phải ta làm việc dựa theo kết quả thảo luận của chúng ta trước đó sao? Vừa nãy ta đang kiến nghị ba lệ sâm đi tìm phụ nữ đấy, kết quả mặt anh ta đã đen rồi. Lệ Sâm bỗng duỗi tay sờ khuôn mặt nhỏ bé của Nam tầm, cục cưng, con nghĩ vậy thật sao? Nam tầm thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa nãy mình biểu hiện không đủ chân thành? nam tầm liền vội vàng gật đầu nói rất nghiêm túc ba ba con thực sự muốn như vậy không phải nói chơi cũng không đùa ba con không thể để ba vì con mà từ bỏ hạnh phúc nửa đời sau tuy rằng con nhất định sẽ chăm sóc ba nhưng tính chất hai chuyện này khác nhau khác nhau thế nào lệ sâm vậy mà hỏi nam tầm bắt đầu đến ngón tay bà xã có thể làm ấm chăn có thể sinh con cho ba có thể nấu cơm giặt quần áo cho ba lệ sâm liền đáp lại lời của cô cục cưng cũng có thể làm ấm chăn cho ba còn con cái ba có một mình con là đủ rồi còn những thứ như nấu cơm giặt giũ thím lý đều có thể làm nam tầm con mẹ nó có thể như thế sao cô làm con gái làm ấm chăn cho lệ sâm và phụ nữ khác làm ấm chăn có thể giống nhau sao thế nhưng nam tầm bị lệ sâm nuôi đến mức rất đơn thuần ngu ngốc vấn đề này cô không thể hỏi thành lời được cũng may lệ sâm không truy hỏi anh xoa đầu cô nói nhàn nhạt ý kiến cục cưng ba tiếp thu, ngủ đi. Ánh mắt anh ở một giây nào đó chợt trở nên rất thâm thúy, một tia ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, vừa lúc chiếu vào mặt anh, làm đôi mắt u ám của anh như phản chiếu ánh bạc, thoạt nhìn có chút lạnh lẽo. Nam tầm vốn còn muốn tiếp tục tỏ thái độ, nhưng lúc này tiểu bác đột nhiên hoang hô, thân ái. Kha 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 phát tài phát tài, ngay lúc nãy ba lệ xâm của ngươi bỗng nhiên giảm 15 điểm giá trị ác niệm, 15 điểm nha đây chính là lần đầu tiên giảm nhiều như vậy trong suốt mấy năm qua mua ha 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 nam tầm cũng thật cao hứng xem ra quả nhiên là chuyện này cản trở giá trị ác niệm tiếp tục giảm lệ sâm vì sợ cô tổn thương mà không tìm phụ nữ bây giờ cô tỏ thái độ lệ sâm có thể yên lòng đi tìm hạnh phúc của mình rồi nam tầm nhắm mắt lại thật vui vẻ đi ngủ tâm trạng vừa tốt tư thế ngủ cũng thả lỏng theo một cẳng chân của cô gác lên đùi lệ sâm cánh tay cũng đặt trước ngực anh lúc ngủ không biết mơ thấy cái gì còn chép chép miệng nhỏ lệ sâm nghiêng đầu nhìn cô ánh mắt rơi trên bờ môi hồng mềm mại nhìn hồi lâu anh nhẹ nhàng dời tay và chân của nam tầm một mình đi đến bên cửa sổ thoáng khí ngay vừa nãy anh chợt hiểu được vì sao mấy ngày gần đây mình không thoải mái rồi lệ sâm đốt một điếu thuốc ngồi lẻ loi bên giường cứ như vậy lặng lặng mà nhìn cô bé trên giường vừa nhìn đã qua một buổi tối ngày hôm sau khi nam tầm tỉnh lại cô hít sâu vài hơi, ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng đâu đây. Lệ Sâm vẫn luôn là người rất khắc chế, cho nên lúc Nam Tầm nhìn thấy gạt tàn trên bàn tràn đầy tàn thuốc, trong lòng cô thấy rất kinh ngạc. Nam Tầm đoán rằng có thể gần đây áp lực công việc của anh rất lớn, dù sao tổng giám đốc gì đó ngoài mặt nghe vẻ vang, nhưng đằng sau phải xử lý không ít chuyện. Nhưng lúc Lệ Sâm không ở đây, Nam Tầm thay quần áo thật nhanh, sau đó đi phòng tắm rửa mặt, đợi chuẩn bị thỏa đáng rồi xuống nhà, Nam Tầm đã ngửi thấy mùi sữa tươi và mùi bánh mì thơm phức. Trên bàn ăn lớn đặt hai phần bữa sáng, không có ông nội, không có bác Vương, cũng không có thím lý. Nam Tầm nghi hoặc mà nhíu mày, chờ nghe được tiếng động từ phòng bếp thì vội và chạy tới. Ba. Nam Tầm nhìn người bận việc trong bếp, cảm giác mình gặp quỷ. Người có mười ngón tay chưa từng dính nước mùa xuân như lệ xăm vậy mà đang ráng trứng. Lệ xăm quay đầu liếc cô, cục cưng, sắp được ăn rồi. Con ăn bánh mì trước đi, Ba vừa nướng đấy. Nam Tầm ngạc nhiên nói: Ba, hóa ra ba biết nấu ăn à? Nhưng sao hôm nay ba lại xuống bếp? Thím Lý đâu ạ? À? Trong nhà Thím Lý có việc, ba cho Thím nghỉ một ngày. Cục Cưng yên tâm, ba sẽ không để con bị đói. Nam Tầm lại hỏi: Nhưng ba, sao con cũng không thấy ông nội với bác Vương, bọn họ đi đâu vậy? Lệ Sâm tiếp tục giải thích: Ông nội hẹn một người bạn đi câu cá, bác Vương cũng đi cùng. Nam Tầm ồ lên vậy lát nữa ba phải đến công ty à hôm nay con còn bài tập sẽ không đi với ba đâu lệ sâm hơi ngừng động tác nói hôm nay là chủ nhật ba không đến công ty chuẩn bị đưa con đi chơi nam tầm hơi bất ngờ lệ sâm là người cùng công việc trước đây dù chủ nhật cũng đến công ty như thường hôm nay lại nói đưa cô đi chơi hư không thú bỗng nói chen vào cơ hội tốt đấy ra ngoài chơi là cách bồi dưỡng tình cảm dễ dàng nhất nam tầm thấy cũng đúng sau đó rất vui vẻ ông lệ xăm từ đằng sau, ba, cũng coi như ba phát hiện lương tâm. Ba tự nghĩ lại đi, đã bao lâu ba chưa dẫn con đi chơi rồi hả? Hồi con còn bé, ba chỉ dẫn con đi vườn thú một lần, sau đó chẳng còn lần nào nữa. Lệ xăm cầm tay nhỏ bên hông đặt đến bên môi hôn một cái, cục cưng, ba sai rồi, sau này ba sẽ dành nhiều thời gian cho con hơn. Tim gan nam tầm run rẩy, cảm thấy hành vi hôn đầu ngón tay cô của lệ xăm rất kỳ quái, liền vội vàng hỏi tiểu bác sao lệ sâm lại hôn ngón tay ta hư không thú nói ngươi quên rồi à ba lệ sâm của ngươi là biến thái chuyện biến thái làm không giống người thường ngươi để tâm tại sao làm chi chỉ cần giá trị ác niệm giảm là được rồi nam tầm bị tiểu bác thuyết phục cô vốn muốn tiêu trừ giá trị ác niệm của lệ sâm quan tâm những chuyện khác làm gì trên bàn ăn nam tầm ăn rất sảng khoái vừa cắn một miếng đã giơ ngón tay cái với lệ sâm ba bà nấu ăn ngon thật, rán trứng cũng cực kỳ ngon. trong mắt lệ sâm chứa ý cười, nếu cục cưng thích ăn, sau này ba làm bữa sáng cho con ăn. nam tầm liền vội vàng lắc đầu, vậy không được, con không nỡ khiến ba mệt mỏi. mỗi ngày ba phải làm việc mệt như vậy, sáng sớm nên ngủ thêm một lát. lệ sâm nhìn cô, bỗng duỗi tay qua, dùng ngón cái xoa xoa trên môi cô, vẻ mặt cưng chiều mà nói, uống sữa bò cũng lan đầy mép. nam tầm a một tiếng vội lẹ lưỡi liếm một vòng quanh môi, hết chưa ba, ánh mắt lệ sâm rơi trên cái lưỡi hồng béo mập, đôi mắt rủ xuống, rồi bỗng dời ánh mắt, mất tập trung ừ một tiếng. Sau khi ăn xong, lệ xăm hỏi nam tầm muốn đi đâu chơi, nam tầm nói muốn leo núi. Vậy là hai người liền đi thay bộ quần áo thoải mái. Nam tầm mặc váy ngắn màu trắng kiểu dáng đơn giản cùng giày thể thao. Lệ sâm mặc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là áo khoác màu xanh đen, đi đôi giày leo núi cùng cặp với nam tầm tóc ngắn bình thường hay vuốt lên cũng thả xuống tự nhiên. Hai người cùng nhìn vào gương, nam tầm bị kinh ngạc, không khỏi o một tiếng, ba, trong ba trẻ thật đấy, như mấy anh đẹp trai 20 tuổi ấy, thật sự rất đẹp trai. Lệ sâm nhéo mũi cô, ba vốn dĩ không già. Nam tầm dùng một tay chống vai lệ sâm, rồi nhìn về gương tạo dáng, cười tủng tiễn nói, ba xem kìa, hai ba con mình thực sự là trai tài gái sắc, bộ quần áo này giống đồ đôi thật, đảm bảo đi trên đường tỷ lệ hấp dẫn là trăm phần trăm. Lệ Sâm nhìn mình và cô bé trong gương, khóe miệng hơi cong lên, thấp giọng nói, đúng là giống thật, bởi chỉ có thời gian một ngày, hai người liền đi đến thắng cảnh nổi tiếng trong thành phố. Đường núi hai bên kéo dài mười dặm, non xanh nước biếc, hoa dại khắp nơi, phong cảnh tuyệt đẹp. Nam tầm treo máy ảnh trên cổ, Lệ Sâm thì cổng đồ ăn và nước của hai người cho cả ngày. Nam tầm chạy hai bước lại ngoái đầu, đứng chỗ cao cười sáng lạng với Lệ Sâm, ba, ba có mệt hay không? Lệ Sâm đi nhanh vài bước đuổi tới rồi khiêng cô lên, xoay một vòng mới thả xuống. Nam Tâm vội xin tha, con sai rồi con sai rồi, ba vẫn tinh lực dồi dào, con không nên nghi ngờ ba. Một đôi người yêu đi ngang qua nhìn hai người, cô gái che miệng cười trộm, sau đó hơi khều bạn trai bên cạnh, nhìn xem bạn trai của người ta thật tốt, còn vác bạn gái leo núi kìa. Wow, vừa cao vừa đẹp trai lại săn sóc, bạn trai của cô ấy làm khuôn mặt đau khổ, tổ tông của anh ơi, em có thể yên tĩnh một lúc không? Bạn trai người ta lớn lên rắn chắc thế kia, anh có thể so được sao? Bạn gái ghét bỏ lườm anh ta một cái, sau đó khó hiểu hỏi, hình như vừa nãy em nghe cô bé kia gọi anh kia là ba. Bạn trai nhất thời lộ ánh mắt ý tứ sâu xa, thấp giọng nói, em đã gặp ông bố nào 20 tuổi có con gái lớn vậy chưa? Hừ, đây là tình thú của người ta, có hiểu hay không? Có người thích chơi như vậy, bạn gái lập tức cấu véo cánh tay anh ta một hồi, ba, chúng ta bò tiếp đi. Bạn trai cười ha hả nói, ai dồ, đi thôi, con gái. Thính lực của lệ sâm tốt cực, nghe rõ ràng đôi người yêu này nói chuyện. Anh hơi nhìn lệ tiểu nam, lại phát hiện cô đang loay hoay với mấy ảnh chụp phong cảnh xung quanh, căn bản không để ý đến hai người này vừa nói cái gì. Lệ sâm xoa trán, nhận mệnh thở dài. Bởi hai người có thể lực dồi dào, ngọn núi mà hướng dẫn viên du lịch nói phải leo một ngày, bọn họ bò nửa ngày đã xong. Nam tầm kéo cánh tay lệ sâm, hỏi ba ngày hôm nay con rất vui ba vui không lệ sâm gật đầu gạt sợi tóc dính bên môi cô cười nhạt nói ba cũng rất vui vẻ ba trời còn sớm đấy con chưa muốn về chúng ta đi chỗ khác chơi chứ nam tầm ôm eo anh ngửa đầu nhìn anh cười sáng lạng như mặt trời nhỏ ừ cục cưng còn muốn đi đâu chơi lệ sâm ngoắc ngoắc khuôn mặt cô hỏi nam tầm suy nghĩ một chút rồi hỏi Bà có biết bắn súng không ạ, à, con muốn đến trường bắn học bắn súng. Con cảm thấy tư thế lúc bắn súng thật ngầu, lệ Sâm hơi nhíu mày, hóa ra cục cưng có hứng với cái này, lệ Sâm đưa Nam tầm tới trường bắn lớn nhất thành phố. Rõ ràng ông chủ ngô nơi đó quen biết anh đã lâu, ông tự mình dẫn anh tới sân bắn số 5 có vị trí tốt nhất, lấy ra khẩu đe sức IG anh thường dùng, Nam tầm nhìn khẩu súng màu bạc trong tay lệ Sâm, rất ngứa tay muốn sờ thử ông chủ trường bắn nói chuyện phiếm cùng lệ xăm hai câu ánh mắt quét đến nam tầm đang nóng lòng muốn thử bên cạnh lộ ra nụ cười thấu hiểu cậu lệ ở lại chơi vui vẻ tôi còn có việc không quấy rầy nữa lúc ông chủ ngô đã đi rất xa không nhìn được ngoái đầu lại liếc nhìn vừa vặn thấy cô gái nhỏ vẻ ngoài ngây thơ vui tươi vừa nảy tiếng lên ông cánh tay lệ sâm lệ sâm lại dung túng cô bé hai người cười cười nói nói nhìn từ xa xa cũng có thể cảm nhận được bầu không khí thân mật ngọt ngào giữa hai người hóa ra tiểu diêm vương mặt lạnh cũng gần nữ sắc, còn thích loại khẩu vị này. Nhìn một thân ăn mặc như thanh niên này, nơi nào còn là cậu lệ mạnh mẽ vang dội trên thương trường, đúng là vì lấy lòng tình nhân nhỏ, cũng thật hết lòng, ông chủ ngô suy nghĩ, có thời gian ông có thể tìm thêm hai người. Nếu đã bắt đầu ăn mặn, loại thân phận như lệ xăm sao chỉ có một hai người được, chỉ là cô bé vừa rồi, vừa nhìn đã biết là vưu vật, trong khoảng thời gian ngắn ông thật đúng là không tìm được người nào tốt hơn cô bé kia. Vư vật, chỉ phụ nữ đẹp, tuyệt diệu, cục cưng, con lui ra sau chút, để ba làm mẫu cho con trước. Lệ sâm nói xong thì trực tiếp giơ khẩu đe sức y gờ lên bằng một tay, cánh tay người đàn ông xoẹt một đường công tuyệt đẹp giữa không trung, lại về một đường thẳng, bằng 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 ba tiếng không ngừng, đạn bắn vào giữa hồng tâm, toàn bộ đều tụ ở một điểm. Nam tâm khóc thét bởi vẻ đẹp trai vô đối của ba lệ sâm không phải người bình thường đều phải ngắm rồi mới bắn sao, ba lệ xăm của cô lại vừa mới cầm súng đã bắn ra, còn toàn trúng vào giữa hồng tâm, kỹ thuật bắn súng này mẹ nó quá trâu bò, tới đây, cục cưng, tới chỗ ba này. Lệ sâm vương tay về phía cô, lúc này nam tầm sùng bái lệ xăm đến không thể sùng bái hơn, nghe nói vậy liền tung tăng chạy tới, ông chặt lấy ba lệ xăm của cô, ba, vừa nãy ba quá đẹp trai, còn đã thành fan của ba rồi, lệ xăm cười cười, lại nhìn không được cuối đầu hôn lên chóp mũi cô. Nam tầm ngẩn ra, lập tức chửi đờ mờ trong lòng, tiểu bác, tại sao lệ xâm hôn ta, hư không thú ngáp, buồn ngủ quá nha. Hôn thì hôn chứ sao, hắn là ba ba ngươi, sao không thể hôn ngươi. Không phải là hôn mũi à, cũng có hôn cái miệng nhỏ của ngươi đâu, là ba thì có thể hôn chóp mũi ta hả? Âm điệu của nam tầm không khỏi cất cao, đúng vậy, cha con mà, hôn có sao đâu. Cha con nhà người khác đều như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết hư không thú thực không để bụng nói nam tầm mờ mịt ta không biết thật đấy chị đây từ nhỏ đã là đứa trẻ không cha hư không thú cười hì hì vì vậy á ngươi nhìn xem ta đối ngươi thật tốt biết ngươi thiếu hụt tình thương của cha nên cố ý chọn thế giới này cho ngươi trải nghiệm cảm giác có tình thương của cha thế nào nam tầm suy nghĩ rồi nói ngươi đừng nói loại cảm giác được người đau người thương từ nhỏ thật không tệ trẻ có cha như khối bảo trẻ không cha như căng thảo, căng thảo, ngọn cỏ, để nguyên cho vần dê. Lúc tán gẫu hai câu như vậy, nam tầm đã nắm chặt súng, nhắm ngay tấm bia ba lệ sâm của cô vừa bắn. Cục cưng, tư thế của con không đúng. Lệ sâm nói xong, bỗng nhiên người, tay phải anh bao lấy tay cầm súng của nam tầm, một tay khác nắm eo nam tầm, mặt dán mặt cô. Nam tầm cảm giác rõ nhiệt độ truyền tới từ trên mặt, còn có bàn tay nắm chặt eo cô. Mặc dù cách một lớp quần áo, cô cũng có thể cảm nhận được lòng bàn tay kia nóng hừng hực nam tầm bỗng dưng có chút sợ chuyện này chuyện này thật sự bình thường sao cục cưng đừng mất tập trung nhìn bia lệ sâm trầm giọng nói a à. vâng nam tầm không dám nghĩ linh tinh nữa ba lệ sâm của cô biểu hiện đường hoàng chính trực như vậy làm cô cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ vừa lóe lên rồi biến mất trong đầu tư tưởng của cô thật quá xấu xa hai chân tách ra chút bằng chiều rộng vai. Đúng, chính là như vậy. Chân đừng căng chặt, thả lỏng chút, để mũi chân buông ra tự nhiên. Giờ nhắm súng về phía bia, bây giờ, nổ súng, đạn bắn ra bằng một tiếng, nam tầm cảm giác tay mình hơi chấn động một hồi, có điều có bàn tay kia bao bọc tay cô vững vàng, lúc đạn bắn ra, tay cô không hề run. Ba ba, con bắn trúng. Con bắn trúng hồng tâm rồi. Nam tầm hưng phấn nhảy một cái, kết quả đằng sau gáy đập phịch vào cầm người phía sau. Nam tầm lập tức duỗi tay sờ, ba, ba có đau không? Con xoa cho ba nha, lệ Sâm kéo cô vào lòng, nâng khuôn mặt nhỏ của cô, cục cưng, con thổi cho ba một lát sẽ hết đau. Nam tầm nói dạ, sau đó ngửa đầu thổi nhẹ lên cầm anh, ba, ba công eo đi, con không với tới. Nam tầm thấy anh bất động nửa ngày, tự mình ôm lấy cổ anh, kéo đầu anh xuống, hai tay lệ Sâm khóa eo cô, nhìn cục cưng nhỏ của mình phòng má thổi cầm cho mình. Hơi thở mang mùi thơm thanh mát, thoáng chui vào mũi, không hiểu sao thật say lòng người. Hai người chưa phát hiện tư thế của mình có bao nhiêu mập mờ, từ xa nhìn lại, bọn họ giống như đang ôm hôn. Vì vậy, ông trùm địa ốc tổng giám đốc mã đang đi về bên này bị làm cho giật mình. Vừa nãy lão nghe được lão ngô nói thằng nhóc họ lệ kia đang ở đây, cho nên muốn lại đây giao lưu cảm tình, không ngờ nhìn thấy được một màn như thế. Cô gái được lão ông vào ngực trang điểm tinh tế, sau khi nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ, nhưng lập tức cười một tiếng, tổng giám đốc mã, không phải ngài nói cậu lệ không gần nữ sắc à. Hôm nay em theo ngài được mở mang tầm mắt đấy, đây, vậy mà đã hôn nhau rồi. Em xem dáng vẻ cô bé kia rất non đấy, không quá 18 tuổi. Tổng giám đốc mã buông cô ra, nói, dung dung, bây giờ em chờ tôi ở đây, không phải ai cũng gặp được cậu lệ. Đây là một cơ hội, Lý Dung Dung gật đầu, Cười với lão, em biết đàn ông thích nói chuyện làm ăn, đi thôi. Hôm khác ngài chơi với em cũng được. Nam Tầm và Ba Lệ Sâm đang bồi dưỡng cảm tình đây, không ngờ tới một ông bác đầu trọc hơn 50 tuổi đi tới hướng này. Cô cảm nhận được Lệ Sâm mất hứng là do bị người cắt ngang mà không cao hứng, cậu Lệ đã lâu không gặp. Người kia cười nói, Lệ Sâm khẽ vỗ lưng Nam Tầm, "Cục cưng, con tập ở đây trước, lát ba sẽ tìm con ngay." Nam Tầm ngoan ngoãn gật đầu bình tĩnh nói chuyện nha, đừng nổi giận đó. Lệ Sâm không nhìn được cười, đây là cục cưng của anh nhìn ra anh khó chịu. Được, nghe cục cưng. Lệ Sâm nhéo mũi cô, tổng giám đốc mã bị Lệ Sâm làm chua cả răng, thằng nhóc này mở miệng gọi tiếng cục cưng thật quen miệng đấy, xem ra đã sớm kim ốc tàn kiều rồi. Lệ Sâm cho ông một ánh mắt, hai người liền thay đổi chỗ nói chuyện, ngay chỗ cách nơi này không xa. Nam Tâm nhớ lại nội dung chính mà vừa nãy Lệ Sâm nói, tự mình cầm súng chơi đến vô cùng vui vẻ kỹ thuật bắn súng không tồi bên cạnh bỗng nhiên có người lên tiếng nam tầm vừa quay đầu lại thấy được một cô gái trang điểm đậm dáng vẻ hơi quen quen trí nhớ nam tầm khó có được một lần chạy tốt công lao này thuộc về bộ phim truyền hình cung đấu mà cô mới xem xong gần đây một trong những diễn viên chính vai hoàng hậu thủ đoạn độc ác chính là người trước mặt này diễn cô cô là lý dung dung à nam tầm kinh ngạc hô thành tiếng lần đầu tiên cô gặp được ngôi sao thật sự, loại tiếp xúc gần gũi này làm cô cảm thấy rất hiếm lạ. Tôi rất thích phim truyền hình cô diễn, tôi cảm thấy cô diễn rất tốt. Đầu tiên Lý Dung Dung khá sửng sốt, sau đó thì che miệng nở nụ cười, tôi còn tưởng rằng cô muốn mắng tôi đấy. Cô biết không, bây giờ tôi đi trên đường, nếu như bị người khác nhận ra được thì họ đều muốn ném trứng thối vào tôi. Nam Tâm cũng nở nụ cười theo, đây chứng tỏ kỹ thuật diễn của cô tốt, có vài khán giả xem quá nhập diễn nên mới nghĩ cô cũng là người phụ nữ hư hỏng. Nụ cười của Lý Dung Dung lại phai nhạt đi đôi chút, vốn dĩ tôi cũng không phải là cô gái tốt. Nói xong, cô chỉ vào ông bác hói đầu đang nói chuyện với Lệ Sâm, tự dễu nói, nhìn thấy không, người đó là kim chủ của tôi. Chống lại ánh mắt kinh ngạc của cô bé, Lý Dung Dung không để bụng nói, cô biết không, người trong làng giải trí chỉ có mỗi kỹ thuật diễn và vẻ ngoài là vô dụng. Tôi lăn lộn trong làng giải trí hơn 10 năm, phí thời gian từ 19 tuổi đến bây giờ 30 tuổi, rốt cuộc nhận được một bộ xem như diễn vai chính, mà một bộ này là nhờ có tổng giám đốc mã. Dừng một chút, cô hỏi, có phải cô xem thường tôi không? Nam tầm lắc đầu, có thể bình thản nói chính mình tìm một kim chủ như vậy, cô cảm thấy có lẽ lý dung dung này không giống với những người phụ nữ vì tiền. Nam Tâm hỏi, nếu làng giải trí loạn như vậy, tại sao cô không rút ra khỏi chứ? Lý Dung Dung cười nói, diễn chính là sinh mạng của tôi, tôi thích diễn nếu bắt tôi không diễn tôi sẽ cảm thấy cuộc đời mình có một thiếu sót lớn nam tầm do dự một lát nói nhưng mà dáng vẻ tổng giám đốc mã có hơi già vốn cô muốn nói vừa già vừa xấu lý dung dung phi cười thành tiếng em gái à em thật thẳng thắn em có biết chị em cùng nghề với chị nói thế nào không hả các cô ấy nói chị thật tin mắt vậy mà tìm được chỗ dựa vững chắc như tổng giám đốc mã này nam tầm nghe ra vài phần châm biếm trong lời cô nói Lý Dung Dung tiếp tục nói, tuy chị và ông ta cuốn với nhau, nhưng bọn chị chỉ là dựa theo nhu cầu. Ông ta muốn một tình nhân dịu ngoan, chị muốn tài nguyên diễn kịch, không hơn. Nói xong, cô ấy đưa tay vỗ vỗ bả vai nam tầm, em gái à, chị nhìn ra được em không phải người thấy người có quyền thế là sáng mắt, nhưng mà, cô dừng một lát, giọng nói thấp xuống, cậu lệ cũng không phải một lựa chọn tốt. Có thể là em vừa vào trong vòng này nên không rõ tính tình cậu lệ, anh ta, tóm lại, em vẫn nên nhanh chóng dứt ra đi. Nam Tầm há to miệng, có phải cô Lý Dung Dung này đang tự tưởng tượng cái gì không? Cô ấy lại cho rằng cô cũng là, nhưng mà cô cảm thấy Lệ Sâm rất tốt, tại sao theo ý của Lý Dung Dung anh lại không phải người tốt? Em gái, bên trên có số điện thoại của chị, nếu có một ngày em không có chỗ đi thì hãy đến tìm chị. Lý Dung Dung đưa cho cô một tấm danh thiếp đơn giản. Nam Tầm đang muốn giải thích mình không phải tình nhân nhỏ của Lệ Sâm kết quả người này đã xoay người rời đi lúc này tổng giám đốc mã kia đã trò chuyện với lệ sâm xong tổng giám đốc mã đi qua ông bả vai lý dung dung rời đi lệ sâm cũng đã đi tới chỗ cô cục cưng đang nhìn gì vậy động tác lệ sâm thuần thục ông eo cô nam tầm cho anh xem danh thiếp rồi đột nhiên nổi hứng nói ba không phải chúng ta cũng làm giải trí sao có thể đào lý dung dung qua không lệ sâm hơi nhíu mày cục cưng thích cô ta sao Nam Tâm cười nói, đúng vậy, con cảm thấy cô ấy diễn rất tốt, cũng không biết tại sao diễn vai phụ lâu như vậy, cho dù diễn vai chính cũng là người xấu. Đi trên đường người khác đều muốn ném trứng thối vào cô ấy, bà, bà nói xem kỹ thuật diễn phải xuất sắc đến thế nào, mới có thể khiến cho người khác chán ghét cô ấy như vậy chứ. Lệ Sâm gật đầu nói không chút nghĩ ngợi, được, chỉ là một người mà thôi. Thứ cục cưng muốn, ba đều sẽ làm cho con. Lúc này Lý Dung Dung hoàn toàn không biết, chẳng qua bởi vì cô nói nhiều thêm vài câu với một cô bé cuộc sống sau này của cô xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất vô số kịch bản chất lượng cao và thông báo kéo nhau đến hơn nữa chính cô nỗ lực không lâu sau liền đoạt được vị trí ảnh hậu lệ sâm và nam tầm ăn cơm tối ở ngoài rồi mới về nhà ông lệ đã trở về từ lâu ông ngồi yên trong phòng khách nghiêm mặt nhìn hai cha con đang dắt tay nhau đi vào nam nam con đi lên tầng trước đi ông có chuyện nói với ba con vẻ mặt ông lệ cực kỳ nghiêm túc nam tầm không nhìn được nhìn thoáng qua lệ sâm lệ sâm vỗ nhẹ sau lưng cô cục cưng lên trước đi ba lên ngay nam tầm gật đầu lộc cộc đi lên tầng trước khi đi còn không quên nói với ông lệ ông nội hôm nay là con muốn ba đi chơi với con ông đừng trách ba tự ý bỏ công việc nha ông lệ tức giận trừng mắt nhìn cô biết rồi sẽ không làm gì ba con làm như ông là cha ghẻ của nó không bằng nam tầm cười hai tiếng ha ha chạy lên phòng tắm tầng 2 đi tắm. Trong phòng khách chỉ còn hai người ông Lệ và Lệ Sâm. Đầu tiên ông Lệ quan sát quần áo của Lệ Sâm một lát, không nhìn được biểu môi, nói thầm, thực cho rằng ăn mặc giống như tên nhóc thì sẽ thật sự là tên nhóc sao, hư. Ông Lệ gõ, gõ gõ gậy trên mặt đất, ngồi đi, ba muốn hỏi con vài câu. Lệ Sâm ngồi thẳng xuống đối diện ông, vắt chéo hai chân, một cánh tay tùy ý đặt lên thành ghế sofa, khí thế vô hình bắt đầu xuất hiện cuồn cuộn trong nháy mắt có phải ba muốn nói chuyện về năm năm hay không? Lệ Sâm hỏi thẳng vào vấn đề, ông Lệ bị thái độ không để bụng của anh làm tức giận, giọng điệu lập tức cất cao lên một tông, thằng nhóc thúi, tự con nói xem những việc hôm nay con làm đều là chuyện mà con người làm sao, ông đây chỉ đi vắng một ngày, con đã làm ra loại chuyện lớn này cho ông. Bây giờ ở trong vòng luẩn quẩn đều biết con kim ốc tàn kiều, tìm một cô bạn gái nhỏ non nớt, ông đây thật sự bị con làm tức chết rồi, Lệ Sâm nhìn ông một lúc lâu, nhìn đến nỗi ông bắt đầu hoảng hốt, hôm nay ba chỉ muốn lãi nhảy điều này thôi à. Lệ Sâm thản nhiên nói, ông Lệ thở dài, được rồi, ba cũng không quanh co với con nữa. Ba hỏi con, rốt cuộc con nghĩ thế nào vậy, nằm nằm chính là con gái con, thái độ của con đối với con bé giống thái độ đối với con gái sao? Lệ Sâm nhìn ông, nhìn chăm chú hồi lâu, nhìn đến nỗi ông Lệ bỗng dưng chột dạ, thằng nhóc thúi, giỏi lắm, dám tạo áp lực cho ông ông lệ tức giận nói ba không cần giả vờ trước mặt con lúc trước con có chạm vào người đàn bà kia hay không con biết rõ hơn bất kỳ ai lệ sâm nói ông lệ trợn đôi mắt già nua thật lớn con thằng nhóc thúi con có ý gì căn bản là mười sáu năm trước con không hề chơi một đêm cùng người phụ nữ kia từ lúc bắt đầu con đã biết nam nam không phải con gái ruột con biết rõ còn mang về lệ sâm đến cùng con đang chơi trò gì vậy lệ sâm mở thêm hai cúc áo lạnh nhạt nói chẳng qua năm đó con thấy mình có duyên cha con với đứa bé kia nên mới ôm về nuôi vốn chỉ nuôi chơi ai ngờ được không cẩn thận lại nuôi ra tình cảm lúc đầu còn nghĩ thêm một đứa con gái cũng vô cùng tốt nhưng bây giờ con đổi ý rồi ông lệ sợ đến cơ thể cứng lại lệ sâm con cần nghĩ cho kỹ dù hai đứa không có quan hệ huyết thống nhưng nam nam do con tự tay nuôi lớn trong lòng con bé con chính là người ba hàng thật giá thật. Nếu con cứ khăng khăng làm theo ý mình, sẽ hủy hoại con bé đấy." Lệ Sâm đột nhiên kêu một tiếng ba, khiến ông Lệ lại sợ hết hồn. Cứ mỗi khi anh trịnh trọng kêu ông một tiếng ba, ông biết ngay đứa con trai này lại sắp nói đến chuyện mà ngay cả trời cũng đừng mong ngăn cản. "Chuyện của bọn con, ba đừng quản. Con bé do một tay con nuôi lớn, con hiểu rõ hơn ba." Lệ Sâm nói xong câu này, liền thay giày lên tầng thấy lệ sâm sắp biến mất ở cầu thang ông lệ nhìn không được vội gọi anh lại thấp giọng nhắc một câu lệ sâm nam nam còn nhỏ con con vẫn nên chú ý đúng mực đừng dọa con bé sợ lệ sâm ừ một tiếng không chờ đợi được nữa mà đi lên tầng lệ sâm khẽ đẩy cửa phòng ngủ cô bé trên giường đã tắm sạch sẽ thay đồ ngủ và nằm xuống từ lúc nào nam tầm nghe thấy tiếng động liền vội vàng ngồi dậy nhìn sang ba ba nhanh đi tắm rồi ngủ đi hôm nay ba đã chơi với con cả ngày rồi. Lệ Sâm đi tới ngồi xuống bên mép giường, vươn tay nhéo khuôn mặt cô, cục cưng, ba tưởng con ngủ thiếp đi rồi. Nam tầm ngáp một cái, cười nói, con đang lo cho ba đấy. Con sợ ông nội mắng ba, vì vậy chưa ngủ được, bé ngoan. Lệ Sâm sờ mặt cô, rồi cúi người, nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên môi cô. Nam tầm kinh ngạc đến giật cả mình. Mặc dù chỉ là nụ hôn nhẹ như chuồng chuồng lướt nước, thế nhưng vừa nãy lệ sâm lại hôn cô lần này không phải mũi là miệng ha ha tiểu bác à ngươi ra đây mà xem ngươi nói hôn mũi rất bình thường vậy bây giờ thì sao đờ mờ lệ sâm lại hôn miệng ta qua một hồi lâu hư không thú mới trả lời một câu vọng vo tam quốc vừa nãy ta nghe trộm ba lệ sâm và ông nội ngươi nói chuyện sau đó phát hiện được bí mật động trời ta định ngày mai nói tỉ mỉ với ngươi nói ngay bây giờ bây giờ mà nói thì đêm nay ngươi đừng mơ ngủ ngon giấc nam tầm vậy để mai nói sau đi hư không thú thực ra nó đã chuẩn bị để nói rồi lệ sâm hôn nam tầm xong thì xoay người đi tắm như không có chuyện gì xảy ra còn nam tầm bối rối một lúc cũng nằm lại như không có chuyện gì cô còn có hứng chọn một quyển truyện tiếng anh đặt cạnh mình chờ lệ sâm tắm xong sẽ đọc cho cô chỉ là nam tầm không đợi được lệ sâm đã ngủ thiếp đi trên người lệ sâm còn chảy nước chưa khô anh ngồi bên giường ngắm nam tầm ánh mắt nóng rực chưa từng có. Qua hồi lâu, anh mới lấy ra quyển sách trong tay cô gái nhỏ, sau đó cũng chui vào chăn, động tác quen thuộc ông cô vào ngực mình. Nam tầm lẩm nhẩm hai tiếng, một chân gác lên eo anh, một tay ôm cổ anh, khuôn mặt bé nhỏ dính vào mặt anh, hô hấp cuốn quanh, hơi thở nóng bỏng. Lệ xâm hít một hơi thật sâu, quay đầu lại đây, nói nhỏ, cục cưng của ba, mau mau lớn lên đi. Ngày hôm sau, Nam tầm ăn sáng xong chuẩn bị đi học, mà lệ sâm cũng chuẩn bị đến công ty cục cưng không cần ba đưa con đi thật hả lệ sâm hỏi nam tầm vội vàng lắc đầu ba ba cũng đừng đưa con đi học nữa cái xe xa hoa phiên bản mở rộng kia của ba vừa chạy đến cổng trường là con bị vây quanh như gấu mèo ấy ba tha cho con đi nói xong nam tầm ngọt ngào chào tạm biệt ba ba con đi trước đây bi bi lệ sâm kéo cô lại hơi cúi người quay gò má về phía cô cục cưng có phải con đã quên gì rồi không? Nam tầm trợn trắng mắt khinh thường, nhưng vẫn nhón chân lên, ngửa đầu đặt nụ hôn trên mặt anh, ba thiệt là, người đã bao tuổi rồi còn muốn hôn tạm biệt. Chờ cô bé đi rồi, ông Lệ ở xa xa nhìn về phía cửa mới cười nhạo, xì, lớn đầu rồi mà không biết xấu hổ, còn chủ động mời hôn. Lệ xăm liếc ông một cái, ba nói chính mình à, đã một bó tuổi rồi còn nhìn trọng thanh niên và cô gái nhỏ hôn tạm biệt. Ông Lệ tức giận đến đứng phát dậy, ba nhổ vào, Thanh niên cơ đấy, vô liêm sĩ. Lệ sâm mặc thêm áo khoác, nói hờ hững một câu: Con đến công ty, nếu ba chán thì đi tìm mấy người bạn già câu cá ngắm hoa đi. Không nhắc tới chuyện này còn tốt, ông lệ vừa nghe được, lập tức biến sắc. Ông đây không bao giờ để con được như ý. Hôm qua con có ý đồ đẩy ba đi rồi quấy rối năm năm. Sau này ba không đi đâu nữa. Lệ sâm ồ lên nhàn nhạt, ba tùy ý. Nói xong liền bước ra cửa. Ông lệ tức không chịu được quản gia họ vương đứng bên cạnh vội thuần khí cho ông, ngài cần gì phải vậy chứ, cũng không phải ngài không biết tính tình cậu chủ. Ông lệ hư một tiếng, tôi không muốn để thằng nhóc này được thuận lợi, tôi đang nóng trong ngày nó ăn quả đắng vì chuyện này. Quản gia vương cảm thán trong lòng, ngài có phải cha đẻ không, nào có ai ngóng trong con trai mình ăn quả đắng. Có điều cậu lệ xác thực, ừm, thực ra ngẫm lại, có chút trắc trở cũng cực kỳ tốt, người khổ nhất chính là cô chủ nhỏ. Một tờ giấy trắng thuần cỡ nào, một bông hoa thuần khiết cỡ nào, nhưng không may gặp phải cậu lệ, tờ giấy có trắng thế nào cũng bị cậu lệ nhiễm thêm màu sắc. Trong phòng học, Nam Tâm nhìn chồng chọc sách trên bàn, tâm tư đã bay đi xa. Tiểu bác, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói lại xem nào, hư không thú khụ khụ, ta nói là ba lệ sâm của ngươi căn bản không phải ba ruột của ngươi, hơn nữa hắn còn có, có ý đó với ngươi ơ, ngươi đừng trách ta, chuyện này ta không biết thật, lần trước lúc ta khảo sát thế giới này thân phận lệ tiểu nam vẫn luôn là con gái lệ sâm đến chết vẫn là ta nghĩ là lệ sâm căn bản không quan tâm cô ấy có phải con gái ruột của mình hay không vì vậy chẳng thèm chọc sâu thân phận của cô ấy nam tầm bảo bối ta thật mẹ nó muốn đánh chết ngươi hư không thú đừng hung dữ thế mà người ta cũng là người bị hại có điều ta cảm thấy đây là chuyện tốt nha ngươi xem kìa giá trị ác niệm của ba lệ sâm ngươi chưa giảm đã lâu rồi bây giờ ngươi vừa lúc đổi thân phận, dùng tình yêu hừng hực kịch liệt để cảm hóa hắn, kha kha. Nam tầm trực tiếp vẽ một hình tròn vành vạnh trên giấy, dùng ngòi bút chọc chọc lên hình tròn, chọc thành vô số cái lỗ. Hư không thú lắp bắp, ngươi, ngươi vẽ gì vậy? Nam tầm, không nhìn thấy à, một hình cầu đó. Hư không thú, cơ mờ nờ đừng tưởng rằng ngươi vẽ xấu vậy thì ta không nhìn ra đó là ta nha. Ngươi lại có thể dùng bút chọc ta, thật là độc ác mà, hu hu hu. Nam tâm làm mặt lạnh, lòng ta rất phiền, đừng chọc ta. Hư không thú nín khóc, vội vàng hỏi, ngươi phiền gì chứ? Ta cơ mơ nờ còn là vị thành niên đấy, vậy mà lệ sâm lại đã có ý đồ với ta, chờ ta vừa trưởng thành, tiết tháo của ta còn giữ được nữa à? Ngươi nói xem sao anh ta có thể động lòng với con gái mình chứ? Anh ta còn là người không? Hư không thú lập tức nói, ba lệ sâm ngươi không phải người đâu, là biến thái. Trước khi chúng ta đến mỗi thế giới đều chuẩn bị tâm lý rồi mà đã thỏa thuận dùng tình thân độ hóa bốt lớn cơ mà ngươi là một kẻ lừa gạt nam tầm giận dữ hư không thú ấp a à ấp úng chột dạ liên tục có phải người ta cố ý đâu ta dùng thú cách của ta đảm bảo ta thật sự không biết chuyện này được rồi được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì ba lệ xăm ngươi đối với ngươi rất tốt mà không phải chỉ là mất tiết tháo thôi sao ba lệ xăm ngươi đẹp trai chân dài rõ ràng dáng vẻ đẹp trai hơn người mẫu nhiều hư hư ngươi còn không mau mừng thầm đi. Hư không thú hết chột dạ hừ hai tiếng, soạt một tiếng, nam tầm trực tiếp dùng bút vẽ quả cầu thành hai nửa, ấn đến nổi rách cả giấy. Hư không thú, sợ quá đi. Sau khi tan học, nam tầm đeo cặp sách trên lưng chuẩn bị về nhà, kết quả có một nam sinh lớp bên cạnh đột nhiên nói với cô, lệ tiểu nam, mình có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, chờ lát nữa đến rừng cây nhỏ sau sân thể dục gặp mặt. Nam tầm xoắn suýt một hồi nên đi hay là về nhà, bởi vì về trễ thì cô sợ ba lệ sâm không vui nhưng vừa nghĩ đến ba lệ sâm đã làm cho cô không vui sao lúc nào cô cũng phải nghĩ đến anh chứ nam tầm cho rằng cậu học sinh kia muốn nói chuyện lớn gì kết quả sau khi đi đến lại trực tiếp tỏ tình với cô từ giây phút nam tầm đi đến thế giới này trở thành con gái của lệ sâm trong sinh mệnh cô chỉ còn lại ba việc ăn ngủ lệ sâm cho dù là đi học cô cũng là ba ngày nghỉ hai ngày đi học còn không quen biết toàn bộ lớp một của mình chứ đừng nói là lớp bên cạnh tuy nhiên cô có chút ấn tượng với cậu học sinh trước mặt này hình như tên là quý thiếu thanh bộ dạng rất đẹp trai lúc nam tầm đi dạo sân bóng rổ luôn có thể nhìn thấy cậu bởi vì lúc nào bên cạnh cậu cũng vây quanh một đám học sinh nữ háo sắc cho nên cô nhìn thêm vài lần nhưng mà trong nhà có một người ba còn đẹp trai hơn ngôi sao cậu nam sinh này đẹp trai thật nhưng căn bản không thể nào so với lệ sâm nam tầm khéo léo từ chối cậu rất tốt nhưng mình cảm thấy bây giờ chuyện học quan trọng hơn nhiều hơn nữa mình vẫn còn nhỏ cho nên quý thiếu thanh lập tức nở nụ cười tiểu nam mình biết ngay cậu không giống với nữ sinh khác cậu nói đúng bây giờ nên đặt chuyện học hành lên hàng đầu thành tích học tập của cậu luôn rất tốt mình cũng không kém hơn cậu cho nên năm sau chúng ta thi vào cùng một trường đại học có được hay không nam tầm cố nghĩ để tiếp tục từ chối cho dù là lên đại học mình cũng không tính yêu đương đại học càng có thêm nhiều thứ có thể học mình không muốn sống phí thời gian quý thiếu thanh gãi gãi đầu mình có thể đợi cậu lệ tiểu nam mình thật sự rất thích cậu từ nhỏ đến lớn có không ít nữ sinh thổ lộ với mình nhưng hôm nay là lần đầu tiên mình thổ lộ với nữ sinh nói xong cũng không chờ nam tầm từ chối cậu nhanh chóng ôm cô một cái vui mừng chạy đi chạy xa rồi còn vẫy tay với cô lệ tiểu nam nhất định phải nhớ rõ ước hẹn giữa bọn mình nha nam tầm thật cạn lời rõ ràng cậu bé này không cho cô quyền từ chối mà. Chỉ là học sinh nam bây giờ đều là tuổi trẻ bồng bột, phỏng chừng qua một đoạn thời gian ngắn nữa thì sẽ quên thôi. Nam tầm đeo cặp sách trên lưng, đi xe điện về nhà, vừa mới tới cửa thì tiểu bác bỗng nhiên rống lên, giá trị hắc hóa của ba lệ xăm ngươi đột nhiên tăng thêm 10 điểm. Lòng nam tầm hồi hộp nhảy dựng lên, cô đã sớm biết lệ xăm phái người âm thầm bảo vệ cô, cho nên chắc chắn lệ xăm đã biết chuyện hôm nay được tỏ tình trong rừng cây nhỏ. Sau khi anh biết, rất tức giận. Nam Tầm đứng ở cửa một lúc lâu, cửa bỗng được mở ra từ bên trong, bác Vương cười với cô, cô chủ nhỏ, mau vào đi, cậu chủ chờ cháu rất lâu rồi đó. Dừng một chút, ông thấp giọng nhắc nhở một câu, hình như tâm trạng cậu lệ không được tốt, cô chủ nhỏ chú ý chút, vẻ mặt Nam Tầm thay đổi, không người bước khẽ vào cửa, sau đó lại bước khẽ về phía tầng 2, cục cưng, ba ở đây. Trong phòng khách chợt vang lên giọng nói trầm thấp có phần lạnh lẽo của người đàn ông nam tầm làm bộ như mới nhìn thấy anh a à một tiếng ba con còn tưởng ba ở trên nhà đó nói xong cô chạy vội về phía người đàn ông trên sofa nhảy thẳng lên trên người anh vô cùng thân thiết ông cổ anh ba hôm nay con rất nhớ ba đó đi học cũng không tập trung nghe giảng lệ sâm tách đùi cô ra ông người sát vào cơ thể mình vẻ mặt lại hơi tối đen Ô cục cưng nhớ ba nếu như nhớ vậy sao hôm nay về trễ thế hả lòng nam tầm rung lên cơ mơ nờ quả nhiên là vì chuyện này. Nam tầm suy nghĩ một lát, quyết đoán khai thành thật, biểu môi nói, ba, đây đều do một bạn nam ở lớp bên cạnh, sau khi tan học lại nói có chuyện quan trọng tìm con. Con thật sự cho rằng có chuyện quan trọng nên đi gặp cậu ấy, không ngờ cậu ấy đến tỏ tình với con. Tay lệ xăm ông eo cô bỗng siết chặt lại, thản nhiên hỏi, vậy à, vậy cục cưng cảm thấy bạn học nam kia thế nào? Thực ra yêu sớm cũng không sao, nếu như cục cưng thích thì ba không phản đối. Nam tầm cười ha ha trong lòng, giả bộ này, anh cứ cố sức giả bộ đi. Nếu không phải tiểu bác nói suy nghĩ gì kia của anh cho tôi, tôi cơ mờ nờ thật sự cho rằng anh là người ba tốt luôn suy nghĩ cho tôi. Nam tầm lắc lắc cổ lệ sâm, mở miệng oán trách, sao ba có thể nói loại lời nói này, con mới không thích những cậu học sinh nam đó đâu, con thích ba nhất, con muốn ở bên ba mãi mãi. Ánh mắt lệ sâm sâu thêm, nhìn chầm chầm thẳng vào cô, cục cưng, lời con nói đều là thật sao? đương nhiên là thật rồi, trong lòng con ba luôn luôn đứng thứ nhất, bất kỳ ai cũng thua ba, ông nội cũng phải đứng sau đó. Nam tầm kéo cổ anh, vô cùng thân thiết mà cọ mặt anh. Nam tầm tiếp tục nhét đường vào miệng anh, ba, ngay cả sau này đăng ký vào đại học nào con cũng nghĩ xong rồi, ở ngay đại học B của thành phố này, cách nhà gần nhất, ngày nào con cũng có thể quay về gặp ba. bàn tay to của lệ sâm nhẹ nhàng vuốt ve eo cô, ánh mắt trầm lắng sâu hung hút cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Ba, ba, ba nghĩ gì vậy? Con đang nói chuyện với ba mà. Nam tầm quơ quơ trước người anh, lệ sâm đột nhiên kêu lên, đánh một cái vào mông cô, ba nghe thấy rồi, con ngồi yên đi đừng lộn xộn. Nam tầm, chết tiệt tiểu bác này, cầm thú này lại có thể động dục. Nam tầm hơi hoảng sợ, cô thật sự không dám động đậy chút nào, hư không thú, ây da, chuyện này không phải rất bình thường à, ba lệ xăm ngươi cũng chưa từng chạm vào phụ nữ nhiều năm như vậy, vậy giờ chỉ động cái tình, ngươi còn không cho người ta động, ngươi muốn ba ngươi nghẹn chết sao? Hơn nữa, không phải tự ngươi nhảy lên người hắn à, nam tầm, nhưng ta còn nhỏ như vậy, ta thật sự không ngờ được anh ta có thể nổi hứng với vóc người khô quắc như ta, hư không thú ôi chao một tiếng, đừng coi nhẹ bản thân, ngươi được ba ngươi nuôi rất khá. Tuy tuổi nhỏ cũng đã trước lồi sau vĩnh là người đẹp nhỏ non tươi đấy. Nam Tầm, Tiểu Bác, ta thật sự muốn đập ngươi thành bánh. Hư Không Thú không sợ hãi, còn hát lên. Hãy đến đây, những tạo tác. Một câu trong bài ngứa. Video việt xúc của giả Yết. Nam Tầm, sao ngươi không lên trời, sánh vai cùng mặt trời luôn đi. Hư Không Thú lập tức phản đòn, sao ngươi không xuống nước, miệng đối miệng với rùa đen đi. Nam Tầm lúc trong ngực lệ sâm giả chết, qua rất lâu mới buồn buồn kéo tay áo anh. Ba, chân con tê quá ba ông con lên tầng đi. Lệ Sâm khẽ cười, tiếng cười xuyên qua khoan ngực truyền tới trong tai nam tầm đang ghé sát ngực anh, lỗ tai cũng rung theo nhẹ nhẹ. Đi thôi cục cưng, ba ông con lên. Lệ Sâm bế cô bé trong ngực, bước chân có vẻ rất nhẹ nhàng. Nam tầm liền vội nói, ba thật là lợi hại, ông con lên tầng mà cũng không thở dốc. Lệ Sâm cười nói, cục cưng quá nhẹ, có ba cục cưng ba cũng ông được. Nam tầm khinh bỉ trong lòng, thầm nói cái đồ lưu manh, một chưa đủ còn muốn ông ba cơ đấy có điều chuyện được cậu học sinh nam kia tỏ tình chắc là cho qua rồi nhỉ đến buổi tối nam tầm mới phát hiện mình đã đánh giá quá cao độ hào phóng của lão lưu manh này trước khi ngủ đồ lưu manh còn cho cô một nụ hôn ngủ ngon không phải hôn mặt mà là hôn môi hôn xong còn muốn đáp lại cục cưng ba đã hôn chút ngủ ngon con rồi con không nên hôn trả ba sao lão lưu manh nói nam tầm nghe xong muốn hôn tráng anh nhưng không ngờ lão lưu manh chỉ thẳng miệng mình nói, cục cưng, hôn chỗ này, ngày hôm nay ba dùng kem đánh răng vị dâu của con, rất thơm đấy. Nam tầm kéo cổ áo anh run run một hồi, suýt chút nữa bóp chết lão lưu manh này. Ba, đây là không đúng. Con xem trên tivi, chỉ có người yêu mới có thể hôn môi. Nam tầm chớp chớp đôi mắt to vô tội kia, rất muốn lột lớp ngụy trang của lão lưu manh xuống. Lệ xăm trận mắt nói dối, cục cưng, chúng ta cũng có thể con thấy ghét lúc ba hôn con sao? Nam tầm lắc đầu, không ghét, còn thích ba hôn con. Hừ, cao hứng đi lão lưu manh. Quả nhiên lệ sâm rất vui vẻ, bọc cái miệng nhỏ của Nam tầm mút mấy lần. Nam tầm cũng qua loa chục chục ngoài miệng anh, cũng không cần biết anh phản ứng thế nào, tự mình nhắm mắt lại ngủ. Lệ Sâm ghé sát bên cô, hơi thở nóng rực phả vào tai cô, giọng nói trầm thấp tê dại, cục cưng, tuy ba là ông bố rất văn minh, nhưng vẫn cảm thấy yêu sớm là không được vì vậy cục cưng phải nghe lời, đừng yêu đương lúc còn đi học. Nam tầm thầm trợn mắt, mơ mơ màng màng ừ một tiếng, nói lơ mơ, không yêu ai, con chỉ yêu ba. Nhưng mà ba, ba đừng phái vệ sĩ bảo vệ con trong tối nữa, ba bảo bọn họ rút hết đi, bây giờ chỉ cần con vừa nghĩ tới có người âm thầm nhìn chầm chằm mình. Cho dù con biết ba vì bảo vệ con, con vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Một bàn tay lệ sâm dịu dàng vuốt ve đầu cô, nghe vậy trầm mặt hồi lâu, Ba đồng ý với con, nhưng con phải nghe lời. Nam tầm cao hứng cò cổ anh, nhỏ giọng nói, cảm ơn ba, ngủ đi, cục cưng của ba. Tiếng nói trầm thấp tràn đầy dịu dàng của lệ xâm tự như có tác dụng thôi miên, cơn buồn ngủ của Nam tầm đã kéo tới ngay lập tức. Lúc Nam tầm sắp chìm vào giấc ngủ, tiểu bác vui mừng nói, vừa nãy giá trị ác niệm giảm 5 điểm rồi. Trong giấc mơ của Nam tầm, khóe miệng cô vẫn luôn cong lên. Cô đếm đến, giá trị ác niệm chỉ còn 30 điểm ngày hôm sau, Nam Tầm có tâm trạng thật tốt nên ăn thêm hai cái bánh bao nhỏ, đeo cặp sách vui vẻ leo lên xe của Ba Lệ Sâm. Chờ hai người mỗi người đi một ngã, còn tặng kèm một nụ hôn. Cục cưng, đi đường cẩn thận nha. Lệ Sâm hạ cửa sổ xe, dặn dò. Nam Tầm vẫy tay, ba yên tâm đi, con sẽ không lạc đâu. Nói đến chuyện này, Nam Tầm thấy rất mất mặt. Có một lần cô tự ngồi xe buýt đi học, kết quả không cẩn thận ngồi nhầm xe cô xin thầy cô chỉ nhìn nhầm một con số cũng không phải ngớ ngẩn đến nỗi không biết nên ngồi chuyến nào nhưng ba lễ xăm của cô luôn thích lôi chuyện này ra nói chỉ sợ chẳng may cô không cẩn thận lại ngồi nhầm xe rồi khi đến phòng học các bạn cùng lớp đã đến gần đủ đều đang học thuộc từ hoặc bài văn hoặc là công thức nam tầm trực tiếp lấy một quyển sách ra che trước mặt sau đó hai mắt thẫn thờ bắt đầu tán dốc với tiểu bác tiểu bác à giá trị ác niệm chỉ còn ba mươi ngươi nói xem nếu giờ ta ném tiết tháo đi lăn lộn cùng ba lệ sâm giá trị ác niệm của ba lệ sâm có thể vụt một cái xuống không không tiểu bác nghe được lời này có vẻ cực kỳ kích động vội vã trả lời ta cảm thấy rất có khả năng nếu không đêm nay ngươi về rồi thử xem nam tầm ha ha một tiếng cưng à người ném tiết tháo không phải ngươi ngươi kích động làm cái gì hư không thú hơi chột dạ chẳng qua người ta thấy kế sách này rất hay sớm tiêu trừ giá trị ác niệm là có thể đi sớm mà Nam Tầm, vừa rồi ta chỉ đùa với ngươi, không ngờ ngươi nghĩ vậy thật. Sinh nhật 16 tuổi của ta còn chưa đến đấy, ngươi còn gấp gáp cho ta đi hiến thân. Tiểu bác, ngươi giỏi lắm, không ngờ ngươi là con thú thú không tiếc tháo như vậy. Hư không thú hừ hừ, tiếc tháo là gì? Ăn được không? Trong mắt ta chỉ có giá trị công đức, giá trị ác niệm của bốt lớn tiêu tan hết rồi thì ta mới có thể nhận được giá trị công đức. Còn nữa, 16 tuổi mà nhỏ á. Nhỏ á, đặt ở cổ đại là đã lấy chồng sinh con từ lâu rồi nam tầm cũng học nó hừ hừ ta nói cho ngươi biết muốn ta hiến thân trước lúc trưởng thành không có cửa đâu đúng lúc một người một thú đang cò kè mặt cả thì hai học sinh nữ bàn trên bỗng nhiên cãi cò ồn ào trông thật kịch liệt nam tầm ngồi ở đằng sau hai người hai người đó cãi nhau đến nỗi nước miếng còn bắn tung tóe đến trên mặt cô suy nghĩ một lát nam tầm đứng lên định đi hòa giải cô vừa mới kéo tay của cả hai học sinh nữ còn chưa kịp làm gì thì đã bị hai người cùng đẩy ra móng tay cô bé kia dài thật nếu không phải nam tầm tránh đi đúng lúc con mẹ nó mắt của cô đã bị chọc mù rồi tuy nhiên miệng nam tầm vẫn không tránh được bất hạnh bị rách một đường nam tầm hít một hơi môi lập tức đổ máu đỏ đỏ rợn người trông thật đáng sợ nam tầm dùng tay quệt môi thấy mu bàn tay đầy máu nhìn máu trên mu bàn tay trong đầu nam tầm chỉ còn sót lại một ý nghĩ xong rồi xong rồi, lệ sâm phát hiện sẽ nổi bão. Hai bạn học nữ đều ngẩn ra, không cãi nhau cũng không đánh nhau nữa. Toàn bộ xảy ra quá nhanh, người xung quanh cũng nhìn đến ngây ngẩn cả người. Lệ tiểu nam, cậu, cậu không sao chứ? Hai bạn học nữ sắp khóc đến nơi rồi, bọn họ nghe nói trong nhà lệ tiểu nam có chút bối cảnh, nếu như trong nhà đối phương truy cứu trách nhiệm, vậy thì bọn họ sẽ gặp phiền toái. Không, không sao. Nam tầm vừa nói câu này, máu trên môi lại chảy ra ngoài, còn đau đến tê dại. Hai bạn học nữ vội vàng dìu nam tầm đến phòng y tế, kết quả nửa đường lại gặp Quý Thiếu Thanh, cũng là tiểu soái ca hôm qua tỏ tình. Quý Thiếu Thanh còn sốt ruột hơn hai người, cậu vội vàng nhận lấy người, cổng nam tầm lên chạy thẳng, thả, thả mình xuống đi. Nam tầm vỗ vỗ vai cậu. Cô chỉ bị thương ở miệng thôi cũng không phải bị thương ở chân mà, tiểu soái ca họ quý này đang làm trò cười sao? Quý thiếu thanh lập tức an ủi, lệ tiểu nam cậu đừng sợ bọn mình sắp đến phòng y tế rồi nam tầm quả thực hết chỗ nói nhưng miệng cô đau đến mức thật sự không muốn nói nhiều thêm câu nào cô thấy may mắn bây giờ là giờ tự học buổi sáng nên trên đường không có ai bằng không bị bạn học khác nhìn thấy còn không biết sẽ truyền ra tin đồn gì quý thiếu thanh cổng nam tầm một mạch đến phòng y tế của trường bác gái ở phòng y tế thấy nam tầm chảy máu miệng lại liếc nhìn thằng nhóc đẹp trai bên cạnh thầm nghĩ đôi tình nhân nhỏ này cũng quá to gan đấy nếu như bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện ra thì thế nào cũng sẽ bị đình chỉ học hai tuần bác gái ở phòng y tế cẩn thận xem xét miệng bị rách của nam tầm phát hiện hóa ra không phải bị cắn vì vậy thái độ tốt lên đôi chút nói không sao đâu qua hai ba ngày nữa thì sẽ tự lành thôi nói xong bác lấy bông thấm ít nước thuốc lau miệng cho nam tầm được rồi được rồi nhanh đi về lên lớp đi bác gái thúc giục còn nói lời thấm thía với tiểu soái ca họ quý bây giờ các em còn nhỏ tuổi quan trọng vẫn là việc học tập bác vừa nhìn liền biết hai người này là một đôi tình nhân nhỏ tuy nhiên bác đã thấy rất nhiều trường hợp vì vậy coi như không thấy nữa nhưng cũng bởi vì hai người này là trai tài gái sắc cho nên bác mới nói một câu cảnh tỉnh vẻ mặt quý thiếu thanh lập tức trở nên đỏ rực một phen vội vàng giải thích bác à bác hiểu lầm rồi không phải vậy đâu dáng vẻ bác gái như không muốn nghe giải thích trực tiếp để cho hai người cút đi. Nam Tầm nói tiếng cảm ơn với Quý Thiếu Thanh, sợ cậu còn muốn cổng mình, tự mình chạy đi trước. Quý Thiếu Thanh đuổi theo cô ở sau lưng, khóe miệng gần như ngoác đến mang tai. Miệng Nam Tầm hơi sưng lên, dọc đường đi về nhà đều thấy lòng chột dạ. Dựa vào trình độ cưng chiều vô hạn của lệ Sâm với cô, cô không dám cho lệ Sâm biết, nhưng mà... Con mẹ nó chắc chắn hai người âm thầm nhìn chầm chầm cô đã nói chuyện này cho lệ xăm rồi, cô vừa mới dừng trước cửa, chuẩn bị ấn dấu vân tay mở cửa, nào ngờ cửa chính đã được mở ra từ bên trong trước cô một bước. cục cưng, vào đi. không phải bác vương, cũng không phải thím lý, người mở cửa chính là lệ sâm. anh đứng ở cửa, vẻ mặt u u ám ám, nam tầm cúi đầu, tay che nửa miệng, nói không rõ ràng. hôm nay bà quay về thật sớm nha. lệ sâm nghe cô nói chuyện như nuốt lưỡi vào trong như vậy, vẻ mặt càng đen thêm. anh kéo nam tầm vào trong lòng, ôm vào nhà. Nam Tâm vừa thấy điệu bộ này, vội vàng giải thích, ba, ba đừng nóng giận nha, bạn học của con cũng chỉ không cẩn thận thôi, ba đừng buộc người ta nghỉ học chuyển trường gì đó lại càng đừng làm cho nhà người ta phá sản đó, cục cưng, bỏ tay xuống, để ba nhìn xem. Giọng nói lệ sâm chưa hề lên xuống biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đã ngầm chứa nguy cơ. Nam Tâm biết lúc ba lệ sâm của cô dùng loại giọng điều này nói chuyện, bất luận kẻ nào cũng đừng có ý đồ cãi lại mệnh lệnh của anh. Vì vậy, nam tầm cực kỳ cam chịu mà buông lỏng móng vuốt ra để cho anh nhìn xem miệng lạp xưởng của mình lúc lệ sâm thấy đôi môi sưng đỏ kia đôi mắt bỗng dưng trầm xuống hơi lạnh từ từ thoát ra ngoài nam tầm vội vàng nói ba chuyện này thật sự không liên quan đến bạn học ba đừng nổi giận mà điều lệ sâm chú ý dường như khác với nam tầm anh đột nhiên nâng cầm cô lên cẩn thận xem xét môi cô hồi lâu sau đó đưa ngón trỏ ra lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ sưng đỏ vào giây phút nào đó sức lực trên tay lại không chịu khống chế mà tăng thêm, cục cưng, nghe nói hôm nay có một bạn nam cổng con đến phòng y tế, là bạn nam tỏ tình với con lần trước kia, hả? Nam tầm đau đến rít thành tiếng, tuổi thân nói, ba, ba làm con đau rồi. Lệ sâm lập tức giảm nhẹ lực, nhưng ánh mắt vẫn u ám nhìn cô. Nam tầm khóc lóc giải thích nói, con cũng không muốn cậu ấy cổng con đâu. Bờ vai cậu ấy không rắn chắc chút nào, con bị cậu ấy cõng mà cảm thấy có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng mà ba ơi, lúc đó không phải miệng con đau sao, chưa kịp từ chối, sau khi bôi thuốc xong con sợ cậu ấy lại cõng con nữa, con liền chạy trước. Ba, lần trước con đồng ý với ba không yêu đương là thật. Con không thích Quý Thiếu Thanh, con cũng không thích bất kỳ ai khác, con chỉ thích ba. Nam Tâm vội vàng nhấn mạnh, "Cục Cưng, tạm thời ba tin lời con nói, cho nên ngày mai cắt đứt quan hệ với đối phương đi, biết không?" Hả? Nam tầm cơ mờ nờ muốn khóc rồi. Này tính là tin cái lông, từ đầu anh đã không tin rồi. Nam tầm biết cho dù mình giải thích thế nào, lệ sâm đã cho rằng cô lén phén với quý thiếu thanh thì cô cũng chỉ có thể nuốt nước mắt mà gật đầu, dạ, ngày mai con sẽ đi nói rõ với người ta. Cục cưng phải nghe lời ba, ba yêu con còn không kịp, sao có thể hại con được. Lệ sâm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói lời thấm thía. Nam tầm, lão lưu manh, lão biến thái. Lúc cơm nước xong, Nam tầm rầu rĩ không vui, vì chỗ miệng bị sức ăn gì cũng đau, cuối cùng chỉ nuốt được vài ngụm cháo. Lệ Sâm cho rằng cô bởi vì đồng ý với mình cho nên không vui, nhưng chuyện gì anh cũng có thể dung túng cô, chỉ có chuyện này là không được. Có trời mới biết lúc anh thấy ảnh chụp học sinh Nam kia cổng lệ tiểu Nam, trong lòng nóng nảy rất muốn giết người. Anh thật sự rất muốn một phát súng bắn vào đối phương. Cục cưng của anh là của anh, toàn thân trên dưới, bất kỳ chỗ nào cũng thuộc về anh, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách động chạm ông lệ cũng nhìn ra được không khí không thích hợp giữa hai cha con trong lòng không hiểu sao mà vui mừng còn muốn hát vài điệu nhạc nam nam à phim truyền hình sắp đến giờ chiếu rồi xem với ông nội nha nam tầm thiếu hào hứng nói ông nội tự ông xem đi hôm nay con không xem ngày mai ông nội nói cho con biết nội dung nhé nói xong nam tầm không liếc mắt nhìn lệ sâm cái nào mang cặp sách của mình lộc cộc đi lên tầng lệ sâm hơi nhíu mày Ông Lệ vui vẻ nói, ôi chao, lại cãi nhau với Nam Nam rồi hả? Lệ Sâm à, tuổi này của Nam Nam, chắc đang tuổi phản nghịch, con đừng quản thúc con bé, coi chừng phản tác dụng. Lệ Sâm tiếp tục ăn cơm, nhưng động tác chậm lại. Ông Lệ quét mắt nhìn anh một cái, hiếm có nha, vậy mà con trai nghe lọc lời ông nói. Lệ Sâm ăn cơm xong, lên tầng dỗ trẻ nhỏ, nhưng mà khi anh mở cửa phòng ngủ, phát hiện giường vốn nên lồi lên hình dáng tầm cưng lại bằng phẳng phòng tắm cũng không có ai. Nhìn kỹ thì thấy thiếu một con gấu bông trên giường, vẻ mặt lệ xăm thoáng cái đen lại. Nam tầm ông gối của mình về phòng công chúa mà nhiều năm qua cô chưa từng ở, tuy rằng cô vẫn luôn không ngủ ở đây, nhưng thím lý vẫn tự giác quét tước sạch sẽ mỗi ngày. Cô vừa ông chăn lăn lộn trên giường, cảm thán một hồi độ thoải mái của giường, đúng lúc này, cửa bị gõ vang, cục cưng, mở cửa, cái miệng nhỏ của nam tầm công lên, ai bảo anh cướp đoạt quyền lợi của tôi hôm nay anh tự ngủ một mình đi nam tầm nghe tiếng gõ cửa cốc cốc càng lúc càng nặng nề đã tưởng tượng đến dáng vẻ lệ sâm mím môi mỏng thành đường thẳng mặt không hề có cảm xúc nào trong lòng cô càng lúc càng đắc ý có điều cô suy nghĩ một lát vẫn đi ra mở cửa nhìn lệ sâm đen mặt đứng ở cửa nam tầm cười hít mắt nói ba à con đã lớn rồi từ hôm nay trở đi con muốn một mình ngủ một phòng lệ sâm nhìn chân mày cô nhướng cao vì đắc ý không nhịn được xoa tráng xem ra ông già nói không sai, cục cưng của anh đến thời kỳ phản nghịch rồi. thôi, cứ để cô chơi hai ngày, để cô bớt giận trước đã. vậy là lệ sâm thỏa hiệp, được rồi, trước hết cho con tự mình ngủ mấy ngày. anh nói chính là mấy ngày. nhưng nam tầm không chú ý, cô vui vẻ nhào lên giường, sau đó co vào trong chăn, bày dáng ngủ thật ngay ngắn, rồi nhếch miệng cười với lệ sâm. ba, đã muộn rồi, ba cũng đi ngủ đi. lúc ra ngoài nhớ đóng cửa cho con nha. lệ sâm khe khẽ thở dài đi tới kéo kín gốc chăn giúp cô, cúi đầu hôn nhẹ lên miệng nhỏ của cô, cục cưng, ngủ ngon, ba ngủ ngon. Nam tầm vui vẻ cũng hơi ngửa đầu, chụp vài cái trên môi anh. Nụ hôn này khiến hai người đều sững sờ, lệ Sâm kìm lòng không được mà công khóe miệng, dịu dàng nói, mơ đẹp, cục cưng của ba. Lệ Sâm cho rằng lệ tiểu nam chỉ tức giận chốc lát, nên rất nhanh cô sẽ tự động trở về, dù sao bọn họ đã sớm quen thuộc lẫn nhau. Mấy ngày nay, không có cô bé để ông ấp khiến giấc ngủ của lệ sâm rất bất ổn vành mắt anh cũng bắt đầu biến đen tuy nhiên lệ tiểu nam lại hoàn toàn ngược lại ngày nào thần thái cũng sáng láng khuôn mặt bé nhỏ hồng hào đối với chuyện này người cao hứng nhất không ai khác ngoài ông lệ ông lệ ngâm vài khúc hát tâm tình tốt tự mình đi ra vườn chăm sóc cây cỏ cuối cùng hái được hai đóa bách hợp cắm vào bình hoa đặt trên bàn trà trong phòng khách trên bàn cơm mấy bữa cơm tối nay ông lệ còn ăn nhiều thêm một bát lệ sâm nhìn lướt qua ông lệ giọng điệu lành lạnh tâm trạng của ba tốt thật đấy nhỉ hồi còn trẻ ông lệ cũng là kẻ tàn nhẫn mới không sợ áp thấp quanh người con trai đâu ông vui vẻ nói sáng mai ba hẹn người bạn già đi câu cá nam nam giao cho con chăm sóc cho cẩn thận nam tầm nghe được lời này vội vã chen vào một câu ông nội con muốn ăn cá giết ông nhớ câu nhiều nhiều nha được nam nam chờ ha sáng ông nội về sẽ mang một sọt cá giết tươi cho con lệ sâm nhìn hai ông cháu nói chuyện mà thản nhiên quên mất mình tâm trạng hơi âm u ba ba ăn nhiều một chút để con gấp rau cho ba nam tầm thấy lệ sâm không ăn bao nhiêu vội gấp món rau cô ghét nhất vào bát anh lệ sâm nhìn bác mình tràn đầy đồ ăn không khỏi nhướng mày cục cưng chủ động nói chuyện với anh lo anh ăn không đủ còn gấp rau cho anh vậy rõ ràng đã hết tức giận ba con không ăn hết ba giúp con ăn mấy thứ còn lại đi lãng phí đáng xấu hổ con không muốn làm người đáng xấu hổ." Nam Tầm nói, đẩy nửa bát cơm bị mình chọc nát bét đến trước mặt Lệ Sâm. Lệ Sâm ư một tiếng, mặt không đổi sắc ăn hết nửa bát cơm Nam Tầm đổ vào bát mình. Hai người cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù sao Nam Tầm và Lệ Sâm thường dùng chung một bát cơm, cùng ăn một quả lê, một miếng bánh ngọt, thậm chí một miếng chocolate cũng có thể ba một miếng con một miếng, đã gián tiếp ăn nước miếng của nhau vô số lần. Hai người không cảm thấy gì, nhưng ông Lệ bị chua đến rồi cái loại chua răng ghê gớm kia, lập tức ăn không vào nữa. Nam Nam à, con chỉ ăn mỗi tí như thế, đến buổi tối đói thì sao? Ông Lệ quan tâm nói. Nam Tầm lập tức trả lời, không sao ạ, à, bà biết nấu cơm. Con mà đói bụng sẽ bảo ba nấu bữa khuya cho con ăn. Lệ Sâm nghe xong lời này càng khoan khoái, quả nhiên cục cưng đã bớt giận, xem ra buổi tối hôm nay cô có thể tự động trở về. Ba, ông nội, con đi lấy hoa quả cho hai người ăn. Nam Tâm vui vẻ chạy vào phòng bếp, cắt các loại trái cây thành miếng nhỏ, rồi xếp thành một bông hoa trong đĩa, sau đó cầm một hộp tâm quay lại. Ba, ông nội mau nếm thử hoa quả con cắt. Nam Tâm bưng đĩa lên bàn, chia cho hai người mỗi người một cây tâm. Ông Lệ thấy khá buồn cười, chẳng lẽ vị hoa quả con cắt không giống vị hoa quả bình thường sao? Ông Lệ vừa mới nghĩ như thế, liền nghe con trai ông ngồi bên cạnh khen ngợi, hoa quả cục cưng cắt không tệ, mùi vị ngon hơn lúc đầu đấy. Ông Lệ, ông Lệ cảm thấy răng càng ê hơn nên đi ra ngoài tản bộ, miễn cho hàm răng chua đến rụng hết xuống. Bác Vương đi theo, thím lý dọn dẹp nhà bếp xong cũng đi rồi, trong phòng chỉ còn sót lại Lệ Sâm và Nam Tầm. Một mình Nam Tầm ngồi trên ghế sofa xem tivi, xem rất hăng say. Lệ Sâm đi tới, bây giờ đã không có những người khác chướng mắt, anh có thể một mình nói chuyện tâm tình với Cục Cưng. Cục Cưng, không giận ba nữa rồi hả? Ngữ khí rất mềm mỏng. Nam Tầm ngẩn ra, vội vàng hỏi, không giận ạ, à, tại sao phải giận ba? Lệ Sâm thấy vẻ mặt cô thành khẩn, không giống nói cho có, anh càng thêm khẳng định cô đã bớt giận, liền xoa đầu nhỏ của cô, đi thôi cục cưng, đi tắm rồi ngủ. Nam Tâm đã hiểu được là lạ, lập tức nói, chờ chút ba, có phải ba đã hiểu lầm gì không? Tuy con không tức giận, nhưng con vẫn muốn ngủ một mình. Lệ Sâm nhất thời hít mắt lại, ba, con sắp 16 tuổi rồi, mấy tháng nữa sẽ phải thi đại học, đã là người lớn, sao có thể vẫn ngủ cùng ba được. Lúc Nam Tầm vẫn là đứa bé con, cô sợ lệ xâm sinh cho cô một ổ anh chị em, sau đó dời sự chú ý khỏi người cô, rồi đến lúc nào đó lời cô nói sẽ không có trọng lượng, dùng tình thân tiêu trừ giá trị ác niệm gì đó sẽ là chuyện viễn vông. Vì vậy khi lệ xâm muốn ngủ cùng cô, cô thật vui vẻ, còn đặc biệt dính lệ xâm, nhưng sau đó cô hơi lớn chút, khoảng 9, 10 tuổi, cô cảm giác mình đã kinh doanh tình cảm cha con này rất khá dù lệ sâm có sinh em trai em gái cho cô thì vị trí của cô trong lòng lệ sâm cũng tuyệt đối là đứng thứ nhất vậy mà lúc nam tầm nói muốn ngủ riêng lệ sâm ngược lại không vui nam tầm hỏi anh tại sao lệ sâm nói một lý do rất đơn giản thói quen sau đó thói quen này vẫn luôn giữ tới bây giờ hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng mấy ngày nay không có nam tầm chất lượng giấc ngủ của lệ sâm tụt dốc không phanh ban ngày còn phải làm việc với cường độ cao nam tầm nhìn cũng cảm thấy lo lắng không yên lệ sâm vì cô gần như đã biến thành niên gia rùa đúng là một người ba tốt hết chương 87 cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha